Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ. Tập 132. Chương 1311. Uy lực cốt trượng. Tiểu phu tử dường như đã nhận ra dị trạng thể nội Thẩm Lạc, bấm tay một cái. Một đạo tinh quang màu trắng chui vào ngực Thẩm Lạc, trong bạch quang ẩn chứa nguyên khí hùng hậu không gì sánh được. Mặc dù hơi khác biệt với thuần dương lực, nhưng cũng tràn ngập khí tức thuần hậu chính đại, dung hợp với thuần dương lực thể nội Thẩm Lạc, lập tức chế trụ ma khí bộc phát. Đa tạ thành chủ. Sắc mặt Thẩm Lạc buông lỏng, gật đầu cảm ơn tiểu phu tử. Tiện tay mà thôi, không cần nhiều lời. Tiểu phu tử khoát tay áo, nhìn lại phía trước. Huyết quang phía trước bộc phát rất nhanh tán đi, hiện ra tình huống bên trong. Cây cột đá khổng lồ kia đã triệt để không thấy tăm hơi, phảng phất chưa từng tồn tại. Chỗ mặt đất cột đá cắm nghiêng một cây cốt trường màu máu cao khoảng một trượng, tạo hình phong cách cổ xưa, toàn thân ẩn ẩn huyết quang, không có bất kỳ khí tức gì phát ra. Mà năm kiện ma khí phệ nguyên ma bổng, cửu u lơ lửng giữa không trung, vây quanh huyết sắc cốt trượng nhanh chóng chuyển động, tản mát ra trận trận âm thanh khe khẽ, phảng phất thần tử đang lễ bái hoàng đế. Huyết Khô lão tổ, Ma Tâm, Mị trưởng lão đều đứng ở chỗ lúc trước, cưỡng ép ngăn cản huyết quang bộc phát, cũng không lui lại nửa bước, trên người bọn họ đều có chút vết thương, hiển nhiên là do huyết quang bộc phát gây ra. Huyết quang vừa mới tán đi, Huyết Khô lão tổ và Mị trưởng lão đồng thời bắn về phía huyết sắc cốt trượng, ngược lại bọn Ma Tâm lại không hề động. Cút ngay! Huyết Khô lão tổ gầm thét một tiếng, phất tay áo lên. Hai vệt huyết quang chém về phía Mị trưởng lão, lại là hai huyết sắc cốt kiếm, trên mỗi một thanh đều chớp động 50+ đạo huyết sắc cấm chế, lại là hai kiện pháp bảo thượng phẩm. Hai thanh cốt kiếm bắn ra huyết sắc kiếm khí dài 10+ trượng, chớp động một cái đã xuất hiện trước người Mị trưởng lão, giao nhau, giống như một cái kế kéo cự đại, hung hăng rào sát xuống. Thần sắc Mị trưởng lão khẽ biến, nhưng không lùi bước, khí tức chân tiên bộc phát, thình lình đạt đến chân tiên hậu kỳ. Đồng thời há miệng phun một cái, bức tranh màu đen khắc đầy đồ án phi đao bắn ra, phần phật một tiếng mở ra. Vèo vèo thanh âm duệ khiếu vang lên, mấy trăm chuôi hắc tinh phi đao từ trong đồ quyển bắn ra, ngưng tụ một chỗ. Trong chốc lát tạo thành một luân bàn màu đen to bằng gian phòng, cùng huyết sắc cốt kiếm đụng thẳng vào nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm, cản huyết sắc cốt kiếm lại. Thân thể Mị trưởng lão run lên, nhưng không để ý tới, đưa tay phát ra một đạo tử quang, cuốn về phía huyết sắc cốt trượng. Huyết Khô lão tổ không ngờ Mị trưởng lão lại che giấu tu vi, còn có pháp bảo lợi hại bực này. Vậy mà ngăn trở một kích của mình, vội vàng đưa tay bắn ra một đạo quang mang đỏ sậm về phía cốt trượng. Hai đạo quang mang một tím một đỏ gần như đồng thời quấn lấy chuôi huyết sắc cốt trượng kia, muốn rút ra. Thẩm Lạc giờ phút này đã chấn áp lại ma khí bạo động, nhìn thấy cảnh này, cánh tay xuôi ở bên người nhúc nhích một chút, đầu ngón tay sáng lên kim quang. Huyết sắc cốt trượng này chính là một kiện trọng bảo ma tộc, nếu bị Huyết Khô lão tổ và Mị trưởng lão dụng ý khó dò bực này cướp đi tuyệt không phải chuyện tốt. Trên thân tiểu phu tử bên cạnh cũng ẩn ẩn bạch quang, hiển nhiên cùng ôm ý tưởng giống Thẩm Lạc, hai người liếc nhau muốn xuất thủ. Vào thời khắc này, tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đột nhiên từ phía trước truyền đến. Thẩm Lạc vội nhìn lại, con người co rụt lại, chỉ thấy Huyết Khô lão tổ và Mị trưởng lão đột nhiên ngừng tay, ngã ngồi gần huyết sắc cốt trượng, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Trên huyết sắc cốt trượng hiện ra một tầng huyết mang, nhẹ nhàng chớp động. Mà hai đạo quang mang của Huyết Khô lão tổ cuốn lấy huyết sắc cốt trượng, giờ phút này đã biến thành màu đỏ như máu, tựa hồ bị huyết quang trên cốt trượng xâm nhiễm khống chế, đảo ngược cuốn lấy bọn họ. Toàn thân Mị trưởng lão thì run rẩy, làn da sung mãn nhanh chóng trở nên khô quắt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, gian nan quay đầu nhìn về phía Thẩm Lạc và tiểu phu tử, há miệng muốn hô gì đó. Nhưng trên thân gã lóe lên huyết quang, da thịt trong nháy mắt khô quắt, cả người biến thành một bộ thây khô da bọc xương, khí tức cũng biến mất theo. Mà bên ngoài thân Huyết Khô lão tổ, huyết quang cũng suy giảm với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Bất quá so với Mị trưởng lão thì kiên trì hơn một cái hô hấp cũng hóa thành một bộ khung xương khô cạn. T. Thẩm Lạc đang muốn xuất thủ hít sâu một hơi. Thần sắc bọn tiểu phu tử, Mộc Kiêu cũng đại biến. Mộc Kiêu vốn theo sát sau Mị trưởng lão, cũng muốn xuất thủ cướp đoạt cốt trượng. Nhìn thấy cảnh này, thân thể phi độn lên lập tức ngừng lại, còn lui về phía sau một khoảng. Tu La Khôi Lỗi Quỷ, U Minh Thư Sinh, La Sát Quỷ, trên thân ba chân tiên quỷ vật này đột nhiên hiện ra huyết quang chói mắt, bỗng nhiên vỡ ra. Ba thân thể cũng bạo tạc theo, hóa thành vô số âm khí phiêu tán. Sinh tử huyết chú, tiểu phu tử khẽ lắc đầu, thở dài một cái. Còn người Thẩm Lạc co rụt lại, biết loại này thuộc về thần thông nguyền rủa, dùng để khống chế thuộc hạ và các loại linh thú. Chủ nhân vẫn lạc, người bị hạ chú cũng sẽ bị mất mạng theo. Xem ra huyết khô lão tổ dùng môn chú thuật này khống chế thuộc hạ. Tu La Khôi Lỗi Quỷ, U Minh Thư Sinh, La Sát Quỷ vẫn lạc, không ít âm thú phía ngoài âm quật có tu vi cao thâm cũng bạo thể chết. Hiển nhiên cũng bị hạ huyết chú, không biết là huyết khô lão tổ hạ, hay là ba người Tu La Khôi Lỗi Quỷ tự mình làm. Những âm thú khác vô cùng hoảng sợ, chạy tứ tán, trong chớp mắt chạy sạch sành sanh, khiến đám đệ tử Thiên Cơ Thành nơi đó vừa mừng vừa sợ, rất nhiều người không biết đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Lạc không để ý đến tình huống bên ngoài, nhìn huyết sắc cốt trượng phía trước, vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn một mực vận khởi thần thức dò xét tình huống cốt trượng, vừa rồi Mị trưởng lão và huyết khô lão tổ bị hút khô. Thần thức xung quanh cũng bị huyết sắc cốt trượng cưỡng ép thu nạp qua, rất có xu thế thôn phệ toàn bộ. May mắn hắn trải qua lôi kiếp tẩy lễ, thần thức đã bán thực chất hóa, toàn lực vận chuyển bất chu chấn thần pháp, bỗng nhiên thu lại, lúc này mới tránh khỏi thần thức bị tổn hao. Cốt trượng này rốt cuộc là cái gì? Thẩm Lạc tự lẩm bẩm. Trong nháy mắt vừa rồi, huyết sắc cốt trượng phảng phất hóa thành một ma quật sâu không thấy đáy, muốn một ngụm nuốt cả người hắn vào. Nhưng phía trước vang lên tiếng thét, một bóng người rơi vào bên cạnh huyết sắc cốt trượng, lại là ma tâm kia, mà ba người Viên Minh, đại hán mập mạp và thiếu phụ áo xanh lục còn đứng ở nơi xa. Thần sắc ma tâm bình thản, tựa hồ vừa rồi không nhìn thấy hạ tràng của huyết khô lão tổ và Mị trưởng lão. Gã lật tay lấy ra một xương răng màu đỏ sậm, phốc phốc một tiếng đâm vào trong cánh tay phải. Bên trong xương răng lập tức tuôn ra một cỗ huyết quang, trong chớp mắt nhuộm toàn bộ cánh tay thành màu đỏ như máu, màu giống cốt trượng như đúc. Cục diện trước mắt là một tay ma tâm này chủ đạo, chỉ sợ hắn đã có biện pháp khống chế huyết sắc cốt trượng, không thể để cho hắn cầm lấy cốt trượng kia. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, tâm tư thay đổi thật nhanh bay tới, hai tay biến chảo nắm vào trong hư không một cái. Trên hai cánh tay hắn lập tức đại phóng lôi quang, mấy chục đạo lôi điện màu vàng thô to bắn ra, hung hăng bổ về phía ma tâm. Tiểu phu tử cũng nhạy cảm nhận ra việc này, cơ hồ ra tay cùng lúc với Thẩm Lạc, thanh âm duệ khiếu thanh thúy vang lên. Thiên Cơ kiếm hóa thành một đạo kiếm hồng đen trắng lớn mấy chục trượng, như thiên lôi phẫn nộ chém về phía ma tâm. Mộc Kiêu bên kia thấy Thẩm Lạc và tiểu phu tử xuất thủ, hơi chần chừ rồi hóa thành một đạo bóng xanh, trốn vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Bọn Viên Minh đã sớm ở bên cạnh trận địa sẵn sàng đón địch, nhìn thấy Thẩm Lạc dị động, lập tức tự mình lấy ra ngọc phù màu trắng dán trên thân. Chính là nguyên thần phù mà Trung Đường chủ thần quy phải sử dụng, có thể tăng cao tu vi. Ầm ầm, khí tức ba người liên tục tăng lên, trong giây lát đột phá lên một tiểu cảnh giới. Viên Minh đạt tới chân tiên trung kỳ, đại hán mập mạp và thiếu phụ áo xanh lục thì bước vào chân tiên sơ kỳ. Các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. Truyện đọc việt.com. Chương 1312, chạy trốn. Hai tay áo Viên Minh lắc một cái, hai cây giáo ngắn màu vàng đất hóa thành hai đạo cầu vồng màu vàng bắn ra, phát sau mà đến trước ngăn trước lôi điện màu vàng của Thẩm Lạc. Đại hán mập mạp và thiếu phụ áo xanh lục thì cùng thi triển thần thông, cản lại tiểu phu tử. Hai thanh giáo ngắn màu vàng đất run lên bắn ra vô số đạo tơ mỏng màu vàng, quấn lấy những lôi điện màu vàng kia, cứ như vậy cầm giữ lại.
Thẩm Lạc thấy cảnh này, mày nhăn lại, nhưng cũng không có ý đồ phá giải những hoàng ti kia, há miệng phun một cái. Kiếm quang chói mắt bắn ra, chính là thuần dương kiếm, vừa mới ra miệng, kiếm khí màu đỏ như núi lửa phát ra, bao trùm phía sau Thẩm Lạc. Trong nháy mắt cả hai hòa làm một thể, sau đó rung động mạnh ong ong rồi hư không tiêu thất không thấy. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo kiếm ảnh màu đỏ trống rỗng xuất hiện sau lưng Ma Tâm, chạm lên sống lưng gã, lóe lên xuyên qua. Liên tiếp động tác nhanh đến mức vượt qua thị lực, bất luận thần thức nào cũng dò xét không được. Cả người Ma Tâm và cả đầu lâu bị chém thành hai nửa, máu tươi vẩy ra. Lúc này tiếng kiếm rít chói tai mới chậm rãi vang lên. Kiếm ảnh màu đỏ một phân thành hai, một lần nữa hóa thành Thẩm Lạc và thuần dương kiếm. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, trên mặt lại hiện ra vẻ mừng rỡ. Một thức ngự kiếm này chính là thức thứ ba của thuần dương kiếm quyết, thuần dương thuấn sát kiếm. Thức kiếm quyết này không quá biến hóa phức tạp, đặc điểm mạnh nhất là nhanh, vượt qua thanh âm, vượt qua suy nghĩ con người. Một khi thi triển là có thể thuấn sát địch nhân, bởi vậy gọi là kiếm thức thuấn sát. Chỉ là thức kiếm quyết này cần nhân kiếm hợp nhất mới có thể thi triển, tốc độ di chuyển lại quá nhanh. Thân thể tu sĩ chịu gánh vác rất lớn, bất quá nhục thân Thẩm Lạc cường hoành, rất thích hợp thi triển kiếm quyết này. Lấy tu vi và nhục thân hắn bây giờ thi triển thuần dương thuấn sát kiếm, trọn vẹn có thể đạt tới tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh, dưới thái ất cảnh tuyệt khó né tránh. Ma Tâm bị kiếm ảnh chém thành hai nửa, huyết vũ phiêu tán ra, những người khác xung quanh mới kịp phản ứng. Nghĩa phụ, Viên Minh thấy vậy kinh hãi, nhưng không chạy qua. Thẩm Lạc vừa mới một kiếm chém giết Ma Tâm, cỗ nhất kiếm hàn quang uy thế thập cửu châu kia khiến gã không dám tới gần. Ngay giờ phút này, bất ngờ xảy ra chuyện. Thân thể Ma Tâm bị chém thành hai nửa, ngay miệng vết thương phốc một tiếng bắn ra ngoài vô số tơ máu. Giao thoa cùng nhau, hai nửa thân thể bộp một tiếng dán lại, phụ cận vết thương là các mầm thịt điên cuồng nhúc nhích. Trong nháy mắt, cả người gã khôi phục như lúc ban đầu, đầu bị chém thành hai khúc cũng khép lại với nhau. Cái gì? Thẩm Lạc không khỏi trừng lớn mắt. Phương pháp gãy chi trùng sinh hắn cũng biết một chút, đại khai bác thuật của hắn cũng có thể làm được. Nhưng đầu bị phá ra còn có thể mọc lại, hắn chưa từng nghe nói qua. Nhất là vừa rồi một kiếm kia, kiếm khí lăng lệ không gì sánh được, tuyệt đối phá hủy thần hồn Ma Tâm hầu như không còn. Đối phương dùng phương pháp gì để sống lại? Hắn không suy nghĩ nữa, đang muốn không để ý tiêu hao lại lần nữa thi triển thuấn sát kiếm quyết. Nhưng tay phải Ma Tâm lại vượt lên trước một bước, đùng một tiếng cầm lấy huyết sắc cốt trượng. Trên cốt trượng bỗng nhiên hiện ra một tầng huyết quang, cánh tay phải Ma Tâm cũng hiện ra một tầng huyết quang, cả hai hòa lẫn, phồng lớn lên mấy lần, bao phủ lại thân thể Ma Tâm. Vào thời khắc này, hư không đỉnh đầu gã oanh minh một tiếng, một đạo kiếm ảnh màu đỏ cao vài trượng và hơn 10 đạo lôi điện màu vàng trống rỗng xuất hiện. Hung hăng đánh về phía Ma Tâm, nhưng bị huyết quang cốt trượng cản lại. Bất luận kiếm ảnh hay là lôi điện, vừa mới đụng huyết quang trên cốt trượng lập tức vô thanh vô tức dung nhập vào trong huyết quang, căn bản không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với Ma Tâm. Cách đó vài chục trượng, trên đỉnh đầu Thẩm Lạc, thuần dương kiếm nhanh chóng xoay tròn, lông mày hắn nhíu lại một cái. Hắn lật tay lấy ra một cây mâu sắt màu đen, chính là cây sử dụng vượt qua nhược thủy lúc trước, ô một tiếng ném mạnh ra. Mâu sắt hóa thành hàn ảnh hắc ám, mang theo tiếng rít ngột ngạt, đâm tới thân Ma Tâm. Nhưng mâu sắt vừa mới đụng phải huyết quang, lập tức ngừng lại, sau đó đứt thành từng khúc, hóa thành vô số vụn sắt bay lả tả, cũng không tới Ma Tâm. Thẩm Lạc thấy vậy, sắc mặt triệt để trầm xuống. Ma Tâm thấy vậy, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng vào lúc này, trong cốt trượng truyền ra tiếng ken két như giang đậu, huyết quang đột nhiên sáng lên, vài gốc tơ máu từ trong cốt trượng bắn ra, đâm vào tay phải và cánh tay gã. À, thân thể Ma Tâm run rẩy lên, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, thân thể cong lại, trong miệng càng phát ra tiếng kêu thảm. Bất quá trạng thái này của gã cũng không duy trì quá lâu, thân thể run rẩy rất nhanh bình phục, người cũng đứng lên, tựa hồ đã nắm giữ cốt trượng. Tay phải Ma Tâm dùng sức,
két một tiếng rút huyết sắc cốt trượng ra. Trong lòng đất vang lên trầm đục vài tiếng, hiện ra mấy vết rách to lớn, năm kiện ma khí vờn quanh mất đi lực lượng chèo chống, quang mang mặt ngoài tiêu tán, giống như năm cục đá vô hại rơi trên mặt đất. Thẩm Lạc nhìn năm kiện ma khí trên mặt đất, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ. Huyết quang chói mắt từ trong cốt trượng dâng lên, quanh quẩn quanh người Ma Tâm, khiến gã nhìn như huyết ma trùng sinh, dị thường đáng sợ. Mau lui lại. Sắc mặt tiểu phu tử cực kỳ ngưng trọng, giữ chặt Thẩm Lạc bắn ngược ra sau. Ba người viên minh đại hỉ, phi thân rơi vào cạnh Ma Tâm. Tu vi ba người không cao, xuất thân càng thấp, từ khi tiến vào Hắc Uyên Mê Quật luôn bị khinh thường. Bây giờ Ma Tâm nắm giữ cốt trượng, rốt cuộc bật hơi nhướng mày, không cần sợ tiểu phu tử và đám thiên cơ thành nữa. Mà Ma Tâm nắm giữ cốt trượng uy lực kinh người này, ngày sau thực lực nhất định tăng nhiều. Bọn họ làm thuộc hạ Ma Tâm, chỗ tốt khẳng định không ít. Chúc mừng nghĩa phụ, rốt cuộc nắm giữ thánh khí ma tổ này. Viên Minh tràn đầy vẻ lấy lòng. Ma Tâm nghe tiếng chậm rãi giơ lên đầu, hai mắt thình lình đã biến thành màu đỏ như máu, thần sắc lạnh lùng, không biểu lộ gì. Nghĩa phụ, ngài không sao chứ? Viên Minh nhìn thấy Ma Tâm như vậy, vội vàng ân cần hỏi han. Hai mắt Ma Tâm lóe lên huyết hồng, cốt trượng trong tay không có dấu hiệu vung lên. Một đạo huyết quang hình quạt từ trong cốt trượng lao nhanh ra, xuyên qua thân Viên Minh, còn có đại hán mập mạp và thiếu phụ áo xanh lục. Thân thể ba người trong nháy mắt biến thành ba bộ thây khô, mà những nơi huyết quang kia đi qua, mặt đất cũng biến thành cháy đen mục nát, tựa hồ tất cả nguyên khí đều bị hút đi. Huyết quang cũng không ngừng, tiếp tục bay vụt tới Thẩm Lạc và tiểu phu tử bên này. Tốc độ dị thường nhanh chóng, chớp mắt đã đuổi kịp hai người. Thẩm Lạc thất sắc, tâm niệm thay đổi thật nhanh, thôi động độn địa phù và nhuyễn yên la cẩm y lóe lên trốn vào mặt đất, nhanh chóng lặn xuống mấy chục trượng. Mà tiểu phu tử thì phóng lên tận trời, tránh thoát huyết quang tác động đến, sau đó phi độn ra ngoài âm quật. Ma này lợi hại, nhanh chạy ra bên ngoài đi. Thân hình y lóe lên xuất hiện trên đỉnh đầu đám thiên cơ thành phía xa, quát lên. Đám thiên cơ thành mặc dù ở ngoài âm quật cũng nhìn thấy tình huống bên trong, nghe vậy lập tức bỏ chạy ra ngoài. Một số người ngay cả yển giáp cũng không kịp thu lại, trong nháy mắt cũng phi độn ra ngoài. Giờ phút này trong mắt Ma Tâm huyết quang càng nồng đậm, nhìn thấy đám thiên cơ thành đào tẩu, phát ra tiếng gào thét như dã thú, cốt trượng lóe lên huyết quang, cả người hóa thành một đạo cầu vồng màu máu vọt ra ngoài. Âm quật vốn náo nhiệt không gì sánh được, trong khoảnh khắc không còn âm thanh, yên tĩnh không gì sánh được. Các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1313, Tạo Hóa Tiên Yển. Sâu trong lòng đất, Thẩm Lạc vận chuyển ẩn thân phủ, nhuyễn yên la cẩm y ẩn giấu khí tức trên thân, bản thân cũng hóa thành một con thổ quy, giấu kín trong bùn đất. Cảm ứng được phía trên đã không còn ai, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, giải trừ thất thập nhị biến, nhanh chóng bỏ chạy lên trên, thần thức khóa chặt chỗ huyết sắc cốt trượng lúc trước, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Mặt đất nơi đó nằm lẳng lặng năm kiện ma khí phệ nguyên ma bổng, lúc trước hắn lựa chọn chui vào lòng đất chính là vì thu lấy năm kiện ma khí này. Lấy tu vi Thẩm Lạc bây giờ, độn tốc nhanh chóng, trong chớp mắt đã tới gần mặt đất, đưa tay phát ra một cỗ hoàng quang, cuốn về phía năm kiện ma khí. Nhưng ngay lúc này, một cỗ lục quang từ bên cạnh phóng tới, mục tiêu cũng là năm kiện ma khí kia, tốc độ còn nhanh hơn hoàng quang của Thẩm Lạc hơn chút. Trong lục quang ẩn núp một bóng người, chính là Mộc Kiêu lúc trước độn địa bỏ chạy kia. Không ngờ gã cũng tiềm phục phụ cận. Ánh mắt Thẩm Lạc lạnh lẽo, trong tay lóe lên hoàng quang, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, cùng lục quang Mộc Kiêu đồng thời cuốn lấy năm kiện ma khí. Hai người đồng thời phát lực kéo một cái, năm kiện ma khí phịch một tiếng phân tán ra. Hoàng quang Thẩm Lạc cuốn chúng phệ nguyên ma bổng vào hộp màu đen của Viên Minh, lục quang Mộc Kiêu thì cuốn chúng hai bảo là linh đang màu đen vào đoạn xích màu đen mà Mị trưởng lão đoạt lúc trước. Còn món cửu u cuối cùng
do hai đạo quang mang vàng lục va chạm, bị đánh bay qua một bên khác. Lúc này Thẩm Lạc còn trong lòng đất, nhưng Mộc Kiều đã thoát ra mặt đất, như điện phóng tới Kiều U. Cút ngay! Thẩm Lạc thấy vậy gầm lên, tay trái thu phệ nguyên ma bổng và hộp màu đen lại, tay phải đại phóng lam quang, toàn lực vận chuyển điện thương hải, vung lên. Một cỗ hàn khí ngập trời bộc phát, giống như sóng dữ quét về phía hướng Mộc Kiều. Những nơi hàn khí đi qua, mặt đất trống rỗng ngưng kết thành băng sơn cao trăm trượng, mà đất đá trong lòng đất cũng bị đông kết. Những bùn đất và hòn đá này phát sinh hóa biến, vậy mà đều hóa thành băng tinh màu lam hơi mở. Nếu có cao nhân tu luyện thần thông hàn băng ở đây, chắc sẽ kinh ngạc nhảy dựng lên. Đây là cảnh giới chí cao dùng hàn khí cưỡng ép cải biến vật chất, so với đông kết pháp lực và hư không còn cao hơn một tầng. Tu vi Thẩm Lạc đột phá chân tiên kỳ, thần thông điện thương hải cũng nước lên thuyền lên, tinh tiến đến đệ tứ trọng. Điện thương hải lên đệ tứ trọng thì uy lực hàn khí lần nữa phóng đại, không chỉ có thể đông kết hết thảy, hàn khí còn xâm nhập vào trong vật thể, băng tinh hóa nó, lực phá hoại tăng lên rất nhiều. Mộc Kiều cách hàn khí còn xa, chưa bị xung kích đến, pháp lực đã có dấu hiệu bị đông cứng, thần sắc đại biến, lập tức từ bỏ tranh đoạt Kiều U, vội vàng cuồng thúc nguyên khí trong cơ thể. Trên người lão tăng vọt lục quang, trước khi hàn khí cuốn tới đã trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ất Mộc độn thuật, chạy đúng là nhanh. Thẩm Lạc hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không đuổi theo. Ma tâm kia còn ở phụ cận, náo ra động tĩnh quá lớn sẽ dẫn gã trở về thì nguy, có thể cầm được ba kiện ma khí, đã coi như không tệ rồi. Hắn từ mặt đất chui lên, đưa tay phát ra một cỗ lam quang, bắn vào trong băng sơn màu lam. Những nơi đi qua băng sơn lập tức hòa tan biến mất, Cửu U rất nhanh hiển lộ ra. Hàn khí điện thương hải mặc dù đạt đến cảnh giới băng tinh hóa, nhưng tính chất Cửu U cực kỳ cứng rắn. Ngâm trong nhược thủy không biết bao nhiêu năm cũng không hư hao, hàn khí điện thương hải vẫn không xâm nhập vào được, tạo thành tổn thương cho nó. Hắn nhặt Cửu U lên, không nhìn nhiều liền thu vào, sau đó thu pháp bảo trên thân bọn mị trưởng lão, viên minh rơi xuống, và pháp khí chữ vật trên thi thể bọn họ, sau đó trên thân lóe lên hoàng quang lại lần nữa trốn vào lòng đất, kín đáo đi ra ngoài. Đám thiên cơ thành toàn lực phi độn về phía trước, vội vàng bay ra âm dương, quật, đi tới bên ngoài. Các đệ tử nghe lệnh, phân tán chạy, tụ hợp lại tại chỗ vượt qua nhược thủy lúc trước. Tiểu phu tử cảm ứng được ma tâm đuổi sát theo sau lưng, sắc mặt trắng nhợt quát. Chúng đệ tử thiên cơ thành nghe vậy giật mình, nơi này mặc dù rời âm dương quật, nhưng yêu vật âm thú vẫn rất nhiều, phân tán chạy chỉ sợ rất nhiều người sẽ rơi vào nguy hiểm. Bất quá tiểu phu tử uy vọng cực cao, chúng đệ tử đang muốn phân tán ra, phía trước lóe lên hào quang huyết hồng, thân ảnh ma tâm như quỷ mị xuất hiện, ngăn lại đường đi. Trong mắt của gã bắn ra hung quang như dã thú, cốt trượng trên tay phun ra nuốt vào huyết quang, giống như một đầu hung thú thái cổ muốn đại khai sát giới. Chúng đệ tử lộ vẻ tuyệt vọng, sắc mặt bọn tiểu phu tử, phúc trưởng lão cũng biến thành tái nhợt. Bất quá mấy người vẫn thả người rơi vào phía trước nhất, ngăn trước chúng đệ tử. Vào thời khắc này, cả tòa âm dương quật đột nhiên lắc lư ù ù. Sau đó một đạo quang mang ám kim ngạnh sinh xuyên thủng vách núi âm dương quật bay ra. Kim quang là một tòa thành trì lớn gần trượng, chính là Ngoạn Ngẫu Thành. Nó đã triệt để hóa thành màu ám kim, tản mát ra một cỗ khí tức thương thiên to lớn, nhưng lại linh hoạt kỳ ảo, hoàn toàn khác biệt trước đó, hiển nhiên đã triệt để hoàn thành tiến giai. Tiếng cười cuồng tiếu từ trong Ngoạn Ngẫu Thành truyền ra, sau đó một bóng người từ đó bắn ra, chính là Quỷ Yển, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Khí tức trên người y cũng phát sinh cải biến cực lớn, cho người ta một cỗ cảm giác hùng hậu mênh mông, một chân đã bước vào cảnh giới thái ất. Tiểu phu tử, ta đã cho các người rất nhiều thời gian, không ngờ các người còn trong âm dương quật này, cũng quá vô dụng đi. Quỷ Yển nhìn thấy đám thiên cơ thành phía dưới, sau khi kinh hỉ, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Quỷ Yển, ngươi đã tiến giai Ngoạn Ngẫu Thành đến tạo hóa tiên yển. Xem ra ta lưu lại thủ đoạn trong Ngoạn Ngẫu Thạch bia đã bị người phá giải.
Trong mắt Tiểu Phu Tử lóe lên dị sắc, tiến lên hai bước nói. Thủ đoạn nhỏ kia quả nhiên là ngươi làm, bất quá là chút tài mọn mà thôi. Quỷ Yển nghe lời này, trong mắt lóe lên hung quang. Trước đó, Tiểu Phu Tử lưu ở trong Ngoạn Ngẫu Thạch Bia thủ đoạn cực kỳ âm hiểm, hoàn toàn là để phá hư cấm chế trong bia. Nếu không có Ngoạn Ngẫu Thành đã hoàn thành cải tạo kết cấu, mà gã lại quen thuộc cấm chế trong tấm bia đá, Ngoạn Ngẫu Thành đừng nói tiến giai, chỉ sợ đã bị tổn hao nhiều. Chút tài mọn, vậy vì sao ngươi lại tốn hao thời gian dài như vậy mới ra ngoài? Thật sự là con vịt chết còn mạnh miệng, mà chúng ta lâu như vậy không rời đi, chính là muốn chờ ngươi đi ra. Phản đồ Thiên Cơ Thành, giao Ngoạn Ngẫu Thành ra. Tiểu Phu Tử cười lạnh một tiếng, thiên cơ kiếm trong tay nổ bắn ra, hóa thành một đạo kiếm hồng đen trắng bổ tới đầu Quỷ Yển. Muốn chết, Tiểu Phu Tử dám ra tay với gã, khiến Quỷ Yển giận tím mặt, lười nhác đọ sức với Tiểu Phu Tử, mà trực tiếp thôi động Ngoạn Ngẫu Thành. Ngoạn Ngẫu Thành đại phóng kim quang, bỗng nhiên biến lớn hàng trăm ngàn lần, hóa thành một tòa đại thành màu vàng che đậy nửa bầu trời, cùng thiên cơ kiếm biến thành kiếm hồng đụng vào nhau. Trước Ngoạn Ngẫu Thành khổng lồ, kiếm hồng thật giống như một cây tăm mảnh khảnh, nhẹ nhàng đụng một cái liền vỡ ra. Thiên cơ kiếm nhanh như chớp đảo quanh bay ngược trở về, linh quang mặt ngoài ảm đạm không ít. Mà Ngoạn Ngẫu Thành không dừng lại chút nào, ép tới đám thiên cơ thành. Ngoạn Ngẫu Thành đã triệt để lột xác thành tạo hóa tiên yển, tới lúc cần hồn phách tươi mới hiến tế. Vậy dùng thần hồn tu sĩ thiên cơ thành các ngươi để ăn mừng tiên thành sinh ra đi. Quỷ Yển cuồng tiếu ha ha. Ngoạn Ngẫu Thành lại lần nữa biến lớn gấp bội, che phủ hơn phân nửa bầu trời, giống như Thái Sơn áp đỉnh đánh tới. Ma Tâm cảm ứng được khí tức Ngoạn Ngẫu Thành cực lớn, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên hung quang, cốt trượng trên tay bỗng nhiên dâng lên huyết quang trùng thiên. Lúc này Quỷ Yển mới chú ý tới Ma Tâm tồn tại, cảm nhận được ba động ma khí trong huyết sắc cốt trượng sâu không lường được, khẽ chau mày. Người này từ đâu tới? Một thân ma khí, không giống là người thiên cơ thành, gã âm thầm nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1314, Thành Nát. Mặc dù linh trí Ma Tâm đã hoàn toàn biến mất, nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn, tựa hồ cảm nhận được Ngoạn Ngẫu Thành lợi hại, gầm nhẹ một tiếng. Cốt trượng trên tay đón gió biến lớn, trong chớp mắt hóa thành một thanh cự trượng dài 20-30 trượng, đánh về phía Ngoạn Ngẫu Thành. Chẳng cần biết ngươi là ai, ỷ vào một kiện ma khí lại dám ra tay với ta, giao thần hồn của ngươi ra đi. Quỷ Yển thấy vậy trong mắt lóe lên lệ khí, há miệng phun ra một cỗ nguyên khí dung nhập vào Ngoạn Ngẫu Thành. Ngoạn Ngẫu Thành cuồng thiểm kim quang, thành trì to lớn trong nháy mắt thay đổi bộ dáng, hóa thành một tòa cự phong màu ám kim, tản ra uy thế càng lớn, hung hăng đánh tới hướng huyết sắc cự trượng. Cự phong cốt trượng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa, mặt đất bầu trời trong phạm vi trăm dặm mãnh liệt chấn động, thiên địa linh khí điên cuồng phun trào. Cự phong màu vàng vốn uy thế vô song phảng phất gỗ mục vỡ vụn ra, bị huyết sắc cự trượng kích nổ hóa thành vô số mảnh vỡ ám kim. Quỷ Yển hiện thân sau cự phong, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Huyết sắc cốt trượng đánh tan Ngoạn Ngẫu Thành xong, đột nhiên tản mát ra mảng lớn huyết quang, bao phủ lại hơn phân nửa mảnh vỡ Ngoạn Ngẫu Thành. Linh lực trong những mảnh vỡ kia đều bị hút đi. Huyết sắc linh quang trên cốt trượng bỗng nhiên đại phóng. Tiếng duệ khiếu kinh thiên vang lên, một đạo cầu vồng màu máu dài chừng mấy trăm trượng từ đầu trượng bắn ra. Gào thét phóng về phía trước, đuôi ánh sáng quét qua thân thể Quỷ Yển. Cầu vồng màu máu bắn ra lực lượng khổng lồ, thân thể Quỷ Yển bỗng nhiên bạo liệt ra, hóa thành một mảnh huyết vụ, nhưng ngay sau đó lại bị cầu vồng hấp thu toàn bộ. Bất quá sau một hai cái hô hấp, Ngoạn Ngẫu Thành cơ hồ có thể dung chuyển trời đất và Quỷ Yển nửa bước thái ất đã hoàn toàn biến mất. Lúc này Thẩm Lạc vừa từ trong âm dương quật độn hành đi ra, thấy cảnh này, trong mắt hiện lên một tia rung động. Hắn đã tận lực đánh giá cao uy lực huyết sắc cốt trượng kia, nhưng bây giờ nhìn thấy vẫn cảm thấy đã xem thường nó.
Cầu vồng màu máu tiếp tục bắn tới phía trước, lóe lên một cái rồi biến mất, đánh vào trên âm dương quật. Vách núi âm dương quật trước cầu vồng lại như giấy tùy tiện vỡ vụn ra. Cầu vồng màu máu lóe lên một cái chui vào trong âm dương quật biến mất. Rất nhanh một tiếng vang ầm ầm thật lớn từ trong âm dương quật truyền ra. Sau đó hư không phụ cận kịch liệt chấn động, mấy hơi thở sau chẳng những không lắng lại, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Phương hướng kia, không tốt. Thẩm Lạc khẽ giật mình, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, từ mặt đất phi độn ra, hóa thành một đạo kiếm quang màu đỏ toàn lực phi độn ra xa. Mau rời khỏi nơi này. Tiểu phu tử cũng lập tức kịp phản ứng, quát bảo đệ tử Thiên Cơ Thành rời đi. Nhưng bọn hắn chạy chưa xa, tiếng vang càng lớn từ phía sau truyền đến, toàn bộ âm dương quật đột nhiên phồng ra phía ngoài, sau đó triệt để sụp đổ tan tành. Không gian xung quanh động quật này đều vỡ vụn, giống như một mặt kính vỡ tan, mà chỗ sâu nhất mặt kính mơ hồ có thể nhìn thấy một vết nứt không gian màu trắng lớn chừng hơn 10 dặm. Vết nứt không gian phát ra lực thôn phệ vô cùng to lớn, âm dương quật sắp sụp đổ trong nháy mắt bị nuốt mất, mấy người Thẩm Lạc cũng bị cỗ lực hút này quấn lấy, vèo một tiếng chui vào trong đó. Ngay lúc bị vết nứt không gian hút vào, tiểu phu tử cuồng hống một tiếng, kim giáp tiên y kia xuất hiện ở trên người, mảng lớn kim quang bắn ra, bao phủ đám đệ tử Thiên Cơ Thành vào trong đó. Thẩm Lạc nhìn vết nứt không gian sâu không thấy đáy, trên trán trong nháy mắt phủ kín mồ hôi lạnh, cũng hét lớn một tiếng, tế thị huyết phiên, thiên đấu kim tôn lên, lưỡng sắc quang mang kim hồng bảo vệ thân thể. Hắn vừa làm xong, cả người bị vết nứt không gian hút vào trong đó, một cỗ áp lực vô cùng to lớn cuốn tới. Cho dù bây giờ cường độ nhục thân hắn cường hoành, trước mắt cũng lập tức tối đen, hôn mê đi. Không biết hôn mê qua bao lâu, Thẩm Lạc thăm thẳm tỉnh lại, nằm trên một mảnh sa mạc hoang vu, xung quanh chỉ có vô tận cát vàng. Thiên đấu kim tôn và thị huyết phiên rơi ở bên cạnh, phía trên linh quang ảm đạm, bị hao tổn rất nặng nề. Càn khôn đại và tiêu giao kính cũng linh quang yếu ớt, bọn quỷ tướng, kính yêu, tử trúc, phù đông lai. Bên trong đều lâm vào hôn mê, nhiệt độ mặt đất biển cát xung quanh rất cao, gió nóng cuồn cuộn thổi đến, thần thức hắn dò xét phạm vi bên trong mới phát hiện đây là một di tích kiến trúc thô sơ, xem ra chính là Vô Ngân Sa Hải. Đã từ trong hắc uyên mê quật kia đi ra rồi. Thẩm Lạc đại hỉ, muốn ngồi dậy, nhưng gân cốt toàn thân đau đớn một hồi, ngũ tạng lục phủ giống như bị lửa thiêu, thân thể bị thương cực nặng, pháp lực ở đan điền cũng còn thừa không còn bao nhiêu. Bị thương nặng như vậy, bất quá có thể chạy ra chỗ quỷ quái hắc uyên mê quật kia cũng đáng giá. Hắn nói thầm một tiếng, vận khởi pháp lực còn sót lại lấy từ trong Lâm Lang Hoàn ra một viên đan dược chữa thương và một viên đan khôi phục pháp lực, đồng thời ăn vào, vận công luyện hóa. Pháp lực của hắn rất nhanh khôi phục không ít, sau đó vận chuyển đại khai bắc thuật, phối hợp viên đan dược chữa thương kia chữa trị thương tích. Lần này Thẩm Lạc bị thương quá nặng, trọn vẹn hơn nửa ngày mới khôi phục gần nửa thương thế, cũng may hành động cũng đã không ngại. Nơi này không biết cách hắc uyên mê quật bao xa, cũng không biết còn có địch nhân xuất hiện hay không. Hắn không dám ở nơi này quá lâu, thân hình phóng lên tận trời, phi độn ra xa. Bay không bao xa, đuôi lông mày Thẩm Lạc đột nhiên động một cái, vọt tới bên trái đằng trước, rất nhanh rơi xuống một bồn địa trong sa mạc. Trong bồn địa tản mát rất nhiều núi đá màu đen, tản ra âm khí nặng nề, chính là tảng đá trong âm dương quật. Trừ hòn đá màu đen, còn có một số hòn đá màu ám kim, trong đó ẩn hiện yển văn, tản mát ra trận trận ba động linh lực. Thẩm Lạc nhận ra những vật này chính là mảnh vỡ ngoạn ngẫu thành. Những mảnh vỡ khác ngược lại cũng thôi, một đoạn bia đá màu ám kim cũng cắm ngược ở chỗ này. Chính là nửa khúc trên khối ngoạn ngẫu thạch bia, chỉ là phía trên linh văn triệt để trở nên ảm đạm, một tia ba động linh lực cũng không còn. Hạch tâm cấm chế ngoạn ngẫu thạch bia cũng bị cắt thành hai đoạn, xem ra ngoạn ngẫu thành đã bị hủy đi. Thẩm Lạc tự nói một tiếng, ánh mắt đột nhiên lóe lên, bấm tay điểm tới tấm bia đá trước mặt một cái. Một đạo kiếm khí màu đỏ chém bia đá thành hai khúc, một khối ngọc tròn bằng phẳng màu vàng nhạt lăn xuống rơi ra, chính là khối hội thần châu kia. Trong mắt Thẩm Lạc lộ ra một tia kinh hỉ,
Vật này có thể tồn trữ số lượng lớn thần hồn. Là một kiện dị bảo, ngày đó tiểu phu tử nhìn thấy châu này cũng rất là chấn kinh, không ngờ lại ở chỗ này. Hắn phất tay bắn ra một đạo lam quang, cẩn thận cuốn lấy hội thần châu, thấy không có nguy hiểm gì, lúc này mới cầm trong tay. Vật này hơi lạnh, mặt ngoài tràn ngập một tầng huỳnh quang màu vàng đất nhàn nhạt, phía trên mơ hồ nhìn thấy một ít đường vân thần bí, tựa hồ là một loại pháp trận huyền diệu nào đó, nhìn phi thường đẹp đẽ. Thẩm Lạc hơi trầm ngâm, vận khởi pháp, lực rót vào trong hội thần châu. Huỳnh quang màu vàng đất quanh hội thần châu lập tức sáng lên, một cỗ ba động kỳ lạ từ đó bắn ra, trong nháy mắt khuếch tán ra mấy trăm dặm xung quanh. Thẩm Lạc bị cỗ ba động này đảo qua, thần hồn não hải chấn động, có xu thể ly thể hội tụ về phía hội thần châu. Hắn giật mình, vội vàng vận chuyển bất chu chấn thần pháp, lúc này mới ổn định lại thần hồn. Một số sa tích, bò cạp dưới lòng đất sa mạc cũng bị cỗ ba động này đảo qua. Bọn chúng không có thần hồn mạnh mẽ như Thẩm Lạc, cũng không có bất chu chấn thần pháp, thân thể run lên sau đó vẫn lạc, điểm điểm huỳnh quang thần hồn từ trong thi thể bay ra, hội tụ tới hội thần châu. Thì ra là thế, xem ra châu này có năng lực thu thập thần hồn. Thẩm Lạc thấy vậy ánh mắt khẽ động, chỉ sợ quỷ yển kia đã dùng châu này, đổ diệt Lang Hạ quốc, hấp thu thần hồn bách tính cả nước. Nhìn hội thần châu trong tay, ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Ngoại hình châu này là một kiện linh vật, kỳ thực tà dị không gì sánh được, không kém Phệ Nguyên Ma Bổng. Bất quá Thẩm Lạc không hiểu yển thuật, cũng không cần thu thập lực lượng thần hồn, ngược lại không dùng được vật này, lật tay thu vào, nhìn về phía mảnh vỡ ngoạn ngẫu thành phía trước. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1315, Thiên Thi Chân Kinh. Theo lời tiểu phu tử, đồng màu vàng sạm này tên là Lăng Tiêu, là nguyên liệu thượng giai luyện chế yển giáp, không thể bỏ qua. Ngày sau, nói không chừng có thể làm chút sinh ý với Thiên Cơ Thành. Hắn lấy ra tiêu dao kính, thu góc mảnh vỡ ngoạn ngẫu thành vào, thần sắc lần nữa giật mình. Phía dưới mảnh vỡ ngoạn ngẫu thành, vậy mà vùi lấp một chiếc quan tài màu đen, trên quan tài khắc rất nhiều hoa văn thần bí, thoạt nhìn không phải là phàm vật. Sao lại có quan tài ở đây? Thẩm Lạc nói thầm, phất tay ngưng tụ thành một cự thủ màu vàng, nắm lấy nắp quan tài muốn mở ra. Nhưng lúc này, hoa văn trên quan tài sáng lên một tầng hắc quang, vậy mà ngăn cản lực lượng một chảo của Thẩm Lạc, cấm chế. Chân mày hắn khẽ động, phất tay ngưng tụ thành hai cự thủ màu vàng to như căn phòng, một cái phía trên một cái phía dưới nắm chặt chiếc quan tài màu đen. Trên song thủ phát ra kim quang chói mắt, bao trùm hắc quang, hung hăng kéo. Hắc quang trên quan tài tuy rằng bất phàm, nhưng dù sao cũng không có người thôi động, rất nhanh đã bị kim quang nghiền nát, nắp quan tài kẹt một tiếng mở ra, lộ ra vật bên trong. Thẩm Lạc chăm chú nhìn, bên trong quan tài cất giữ không ít đồ vật, mười mấy quả tinh cầu màu trắng to bằng miệng chén, một bộ thi thể khô héo, còn có hai hộp ngọc, một đen một trắng. Ánh mắt hắn rơi vào trên những tinh cầu màu trắng kia trước, ánh mắt sáng lên. Những tinh cầu màu trắng này chính là yển tinh cao cấp hắn rất cần, toàn bộ. Linh lực lại hoàn hảo, không chút tổn hại, có vật này, hắn sử dụng thần tượng hỏa pháo không cần cố kỵ nữa. Ngay sau đó, Thẩm Lạc nhìn về phía bộ thi thể khô héo, nó có vóc dáng gầy gò, chỉ ra bọc xương, có phần giống mấy bộ địa sát thi vương. Nhưng thi khí của bộ thây khô này phi thường nhạt, hơn nữa xương cốt hiện ra màu vàng nhạt, có chút kỳ dị. Trên da thây khô dày đặc vô số yển văn, thoạt nhìn giống như Phệ Thiên Hổ, cự lực thần viên. Nhưng độ phức tạp của những yển văn này lại hơn xa yển văn trên nhị thú, tựa hồ là một bộ yển giáp cao cấp hơn, chỉ là bộ dáng vẫn còn chưa hoàn thành. Quỷ yển dường như có thủ đoạn luyện chế vật sống thành yển giáp. Bộ yển giáp thây khô này được giấu ở chỗ bí ẩn như thế, xem ra không phải thường vật, đáng tiếc nó còn chưa hoàn thiện. Hắn tự lẩm bẩm, có chút tiếc nuối. Thẩm Lạc cuối cùng cầm lấy hai hộp ngọc kia, mở hộp màu đen ra trước, bên trong chỉ có một khối ngọc bản màu vàng, phía trên khắc vô số chữ nhỏ. Thần thức Thẩm Lạc thâm nhập vào trong đó,
chân mày khẽ động. Bên trong ngọc bản màu vàng là một điển tịch cao thâm, là Thiên Thi Chân Kinh, ghi lại rất nhiều bí thuật luyện thi, trong đó có phương pháp luyện chế Địa Sát Thi Vương, thậm chí là Thiên Sát Thi Vương. Ánh mắt hắn ngưng tụ, đọc kỹ nội dung liên quan đến Địa Sát Thi Vương. Căn cứ theo Thiên Thi Chân Kinh ghi lại, muốn luyện chế Địa Sát Thi Vương, nhất định trước tiên phải tìm kiếm một bộ thân thể tu sĩ chân tiên kỳ. Kém nhất cũng phải đại thừa đỉnh phong, mà không được giết chết đối phương, sau khi trấn áp tách ra một hồn một phách, để cho họ lâm vào trạng thái chết giả. Về phần một hồn một phách bị tách, cũng phong ấn vào nhục thân, nhưng phải cách ly với nhị hồn lục phách trong cơ thể, không thể tương giao. Về sau mỗi ngày dùng độc dịch ngâm, liệt hỏa thiêu đốt, các loại thủ đoạn khác tra tấn bộ thân thể này. Bộ thân thể này mặc dù không có linh trí, nhưng thần hồn đầy đủ, duy trì cảm thụ nỗi thống khổ một cách trọn vẹn nhất. Sự tra tấn này có thể kích phát ra hận ý cùng oán độc từ sâu trong linh hồn họ. Như thế tốn hao khoảng 10 năm, pháp lực của bộ thân thể này có thể dung hòa cùng cỗ hận ý và oán khí, chuyển hóa thành thi đan Địa Sát Thi Vương. Như thế Địa Sát Thi Vương coi như sơ bộ luyện thành. Tuy nhiên, tu vi ban đầu của Địa Sát Thi Vương đã mất hết, cần bồi dưỡng lần nữa, đưa nó vào chỗ có âm khí nồng đậm, mỗi tháng chém giết một tu sĩ có mệnh cách thuần âm, dùng tinh huyết nuôi nấng. Như thế hao phí khoảng 50 năm, sẽ khôi phục thực lực ban đầu, Địa Sát Thi Vương mới coi như đại thành. Thẩm Lạc không tự xưng là quân tử, làm việc cũng coi như chính phái, nên có chút chán ghét phương pháp luyện thi ngoan độc như Địa Sát Thi Vương. Căn cứ vào ghi chép của Thiên Thi Chân Kinh, hồn phách của Địa Sát Thi Vương vẫn còn trong cơ thể, tình huống này với hắn lại là chuyện tốt. Tạ Vũ Hân đã bị luyện thành Địa Sát Thi Vương, muốn phục sinh đã không có khả năng, nhưng siêu độ thần hồn luân hồi chuyển thế vẫn có thể làm được. Chỉ là hiện tại nơi này cũng không an toàn, không phải là một nơi tốt để siêu độ Tạ Vũ Hân. Thần thức Thẩm Lạc rời khỏi Địa Sát Thi Vương, nhìn vào phần Thiên Sát Thi Vương. Quá trình luyện chế Thiên Sát Thi Vương trên cơ bản không khác Địa Sát Thi Vương, chỉ là cần tu sĩ chân tiên hậu kỳ mới có thể luyện chế. Muốn bồi dưỡng một bộ Thiên Sát Thi Vương, không phải một tên tu sĩ chân tiên hậu kỳ là có thể làm được. Trước tiên cần phải chuẩn bị tốt 9 tên chân tiên hậu kỳ đồng thời luyện chế. Chờ đến một bước cuối cùng, để 9 bộ luyện thi thôn phệ lẫn nhau, dùng loại thủ đoạn như nuôi cổ. Lựa chọn ra một con cường đại nhất, hấp thu nguyên khí của 8 bộ luyện thi khác, mới có thể luyện thành Thiên Sát Thi Vương. Ngưng thi khí, chuyển âm thần, kim hải cốt, thiên thi thành. Xương cốt của bộ thây khô này không phải là màu vàng nhạt sao? Nó hẳn là một bộ Thiên Sát Thi Vương. Hắn nhìn thấy miêu tả của Thiên Sát Thi Vương, thân thể chấn động. Thẩm Lạc lần nữa nhìn về phía thây khô màu vàng, giơ tay đánh ra một cỗ pháp lực tiến vào, vận chuyển dựa theo phương pháp ghi trên Thiên Thi Chân Kinh. Trên thân thây khô sáng lên một tầng kim quang, chậm rãi từ trong quan tài lơ lửng bay lên, nhất là vị trí lưng ngưng tụ mảng lớn kim quang, phồng lên hai khối thịt. Hai tiếng xoẹt xoẹt nhẹ vang, hai cánh thịt lớn gần trượng từ trong khối thịt duỗi ra, phía trên lấp lánh kim quang, có chút chói mắt. Một cỗ thi khí nồng đậm từ thể nội thây khô bộc phát, tràn ngập phạm vi hơn 10 trượng xung quanh. Thẩm Lạc bị thi khí tác động, huyết mạch toàn thân bế tắc một hồi. Thiên thi kim xí, thây khô này quả nhiên là Thiên Sát Thi Vương. Mặt hắn lộ vẻ kinh hỉ. Địa Sát Thi Vương lợi hại, hắn đã am hiểu rõ ràng. Thần thông của Thiên Sát Thi Vương còn vượt xa Địa Sát Thi Vương, có thể so với tồn tại Thái Ất Kỳ, cho dù là tu sĩ chân tiên đỉnh phong như Tiểu Phu Tử, Quỷ Yên, ở trước mặt Thiên Sát Thi Vương cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Nếu có thể thu phục bộ Thiên Sát Thi Vương này, thực lực của hắn có thể tăng mạnh lần nữa. Bất quá đúng lúc này, thi khí trên thây khô đột nhiên nhanh chóng nội liễm, hai cánh vàng cũng rụt về thân thể. Từ giữa không trung bịch một tiếng rơi trở về quan tài màu đen, mặc cho Thẩm Lạc thúc giục thế nào cũng không động đậy. Thẩm Lạc cũng không kinh ngạc, trải qua lần thi pháp thúc giục vừa rồi, hắn đã đại khái biết rõ trạng thái của bộ thây khô này. Nó cũng không chân chính lột xác thành Thiên Sát Thi Vương, tựa hồ chỉ tiến giai một nửa,
một chân bước vào cảnh giới thiên sát thi vương. Quỷ Yển dùng thủ đoạn độc môn của mình, luyện hóa thây khô thành yển giáp, vừa thuận tiện cho gã điều khiển bộ thây khô, vừa muốn mượn nhờ lực lượng yển giáp trợ giúp thây khô bước ra nửa bước cuối cùng. Tuy nhiên, thi nảy hóa yển giáp cũng chưa hoàn thành, thiếu khuyết bước cuối cùng. Ánh mắt Thẩm Lạc chớp động không thôi, thây khô hiện tại biến thành trạng thái nửa yển nửa thi. Hắn lại rốt đặc cán mai về yển giáp, muốn giúp thây khô hoàn thành yển giáp hóa chỉ sợ không được. Cũng may chuyến đi Hắc Uyên Mê Quật lần này, hắn đã gieo xuống thiên cơ thành một thiện duyên không nhỏ. Ngày sau mời tu sĩ thiên cơ thành tương trợ, bọn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Các bạn đang nghe chuyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1316, thay người bảo hộ. Thẩm Lạc vừa nghĩ đến đây, cảm thấy an tâm, tiếp tục đọc Thiên Thi Chân Kinh. Cuối Thiên Thi Chân Kinh còn có một bí thuật, thuật này chính là Thiên Ma Bản Tơ Vũ Trận, văn tự bí thuật hoàn toàn khác Thiên Thi Chân Kinh phía trước, dường như do Quỷ Yển tự mình thêm vào. Uy lực Thiên Ma Bản Tơ Vũ Trận vô cùng lớn, lai lịch cũng không tầm thường. Căn cứ bí thuật ghi chép, năm đó do vị phi tử mà Ma Tổ Si Viu sùng ái nhất, Thiên Mị Ma Nữ sáng tạo ra. Thuật này cần nữ tu có tư chất âm thuộc tính mới có thể tu luyện, mà lại cần 9 nữ tu đồng thời thi triển vũ trận mới có thể đạt tới uy lực lớn nhất. Khi tu luyện ma vũ tới cảnh giới tối cao, thậm chí có thể gọi đến phân thân Thiên Mị Ma Nữ, đừng nói tu sĩ Thái Ất, ngay cả tu sĩ Thiên Tôn Cảnh cũng phải chịu khốn nhiễu, khó mà tránh thoát. May mà ngày đó ta đã đánh chết một bộ địa sát thi vương, Quỷ Yển chỉ có thể khu động 8 bộ thi vương bày ra vũ trận, nếu không thật đúng là phiền phức. Thẩm Lạc nhìn đến đây, trong lòng cảm thấy may mắn. Hắn thật sự khâm phục Quỷ Yển, gã vậy mà dùng 9 nữ tử âm thuộc tính luyện chế thành địa sát thi vương, lại dùng 9 bộ thi vương thi triển Thiên Ma Bản Tơ Vũ Trận. Thiên Ma Vũ Trận có một nhược điểm lớn, đó là người thi pháp không thể bị quấy rầy, nếu không vũ trận sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng địa sát thi vương chính là bất tử thân, dù gãy eo chặt đầu cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, vừa vặn có thể bù đắp nhược điểm này. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, Quỷ Yển đụng phải Thẩm Lạc, các loại thần thông phong lôi linh văn, Bất Chu Chấn Thần Pháp, Bát Thiên Loạn Bổng vừa vặn khắc chế Thiên Ma Bản Tơ Vũ Trận, cuối cùng gã phải kết thúc thảm đạm. Thẩm Lạc xem qua tất cả nội dung, kiến thức tăng lên không ít. Sau đó thu ngọc giản vào, mở hộp ngọc màu trắng cuối cùng ra. Trong hộp ngọc cũng cất giữ một khối ngọc bản màu đen, trong đó ẩn hiện vô số chữ nhỏ. Thần thức của hắn thâm nhập vào trong đó, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, lập tức nhìn bốn phía xung quanh, thần thức cũng khuếch tán ra, không phát giác được bất cứ dị thường nào mới. Thở phào nhẹ nhõm, nhìn ngọc giản màu đen trong tay, thần sắc Thẩm Lạc âm tình bất định, tựa hồ đang chần chừ. Một hồi lâu sau thần thức vẫn thâm nhập vào trong. Nội dung của ngọc giản này chính là Thiên Cơ Quyển, mà lại là bản hoàn chỉnh, tiền quyển, hậu quyển đều có. Bên trong tiền quyển ghi lại rất nhiều thần thông cùng bí pháp của Thiên Cơ Thành, trong đó thình lình có bí pháp rèn luyện thần thức mà hắn rất muốn học, gọi là Vận Tư Như Điện Quyết. Tu luyện bí pháp này không chỉ có thể rèn luyện thần thức, còn có thể mở ra tâm khiếu, làm cho người ta tâm niệm như điện, tăng lớn năng lực phản ứng. Ngoại trừ Vận Tư Như Điện Quyết, Yển Vô Sư đã từng thi triển thần thông Phong Mang Tất Lộ cũng ở đây, về phần những thần thông khác cũng đều tinh diệu vô cùng. Thẩm Lạc xem đại khái qua một lần, rất nhanh đã xem đến hậu quyển. Thiên Cơ Hậu Quyển ghi lại các loại phương pháp luyện chế yển giáp mà hắn đã từng gặp qua Linh Giải Phi Chu, Thần Tượng Hỏa Pháo. Thậm chí còn có phương pháp luyện chế lục tí thiên long, nơi này đều có, còn có rất nhiều yển giáp mới lạ, làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Ở khúc cuối cùng, ghi lại một môn yển giáp thuật đặc biệt, gọi là Quỷ Yển Thuật, có thể luyện chế người sống và yêu vật thành yển giáp. Quá trình luyện chế phi thường huyết tinh, mà xác suất thất bại cực cao, trăm không thành một. Nhưng một khi luyện thành, loại yển giáp này sẽ có uy lực cực lớn, gần như có thể hoàn mỹ giữ lại thực lực lúc trước của nó.
mà các loại năng lực đặc thù lại có thể bảo lưu lại, các loại yển giáp phổ thông khó mà so sánh. Nguyên lai phệ thiên hổ và cự lực thần viên là quỷ yên thông qua phương thức này luyện chế ra. Thẩm Lạc bừng tỉnh đại ngộ. Quỷ yển thuật quá mức hung bạo, trái với thiên đạo, cũng không phải là chính đồ. Thiên cơ quyển liệt pháp này vào cấm pháp, đặt ở cuối cùng thiên cơ quyển. Đáng tiếc quỷ yển kia trời sinh tính tà ác, thiên cơ quyển rơi vào trong tay gã nhiều năm như vậy. Không biết đã có bao nhiêu sinh linh chết thảm trên tay gã, hiện giờ gã chết dưới huyết sắc cốt trượng, cũng coi như trừng phạt đúng tội. Thẩm Lạc tiếp tục đọc quỷ yển thuật, càng xem ánh mắt càng sáng lên. Quỷ yển thuật hung tàn, hắn chắc chắn sẽ không dùng làm ác, bất quá thiên sát thi vương sớm đã là tử vật. Hơn nữa đã bị quỷ yển luyện hóa, hiện tại chỉ còn một bước cuối cùng, giờ hắn thi triển một chút quỷ yển thuật cũng không có gì. Thẩm Lạc vốn muốn đi thiên cơ thành tìm người hỗ trợ, bây giờ đã có quỷ yển thuật này, hắn đã có thể hoàn thành tất cả. Chỉ là quỷ yển thuật cũng không đơn giản như vậy, ngược lại so với yển thuật bình thường càng thêm tinh thâm. Muốn thi triển thuật này trước tiên cần phải tu luyện yển thuật tới đăng phong tạo cực cảnh, thần thức cũng phải hoàn thành hóa hồn tia. Thiên thi cơ bản đã hoàn thành quỷ yển hóa, dựa theo ghi chép của thiên cơ quyển, chỉ cần tìm một viên âm hồn châu đủ cường đại, đặt tại não hải thiên thi là có thể triệt để hoàn thành, cũng không cần yển thuật quá mức cao thâm, chỉ cần thần thức đạt tới hồn tia hóa là có thể thi pháp. Thẩm Lạc xem tới đây, tim không khỏi đập thình thịch. Thần thức của hắn vốn phi thường khổng lồ, trải qua lôi kiếp tẩy lễ đã bán tinh hóa. Hiện tại lại lấy được vận tư như điện quyết, chỉ cần tu luyện theo pháp quyết này, tin tưởng rất nhanh là có thể hóa hồn tia. Về phần thiên sát thi vương cần âm hồn châu cường đại, hắn đã có hội thần châu trong tay, cũng không có vấn đề. Thiên cơ quyển có ghi chép về hội thần châu. Châu này là bảo vật do thành chủ đời thứ nhất thiên cơ thành luyện chế ra. Có thể hấp thu thần hồn lưu trữ trong đó, âm hồn châu lại có thể không ngừng tăng cường. Một ít yển giáp đỉnh giai có yêu cầu âm hồn châu quá cao, trời sinh hồn châu khó mà thỏa mãn, cho nên thành chủ đời thứ nhất mới luyện chế ra mấy viên hội thần châu, lưu truyền xuống. Thiên sát thi vương yêu cầu hồn lực tuy cao, nhưng lại xa xa không bằng ngoạn ngẫu thành. Không cần phải đi làm chuyện hung tàn như đồ thành diệt quốc. Ngày sau đánh giết một ít tu sĩ cường đại, sau đó thu thần hồn của họ vào trong hội thần châu, cũng đủ cho thiên sát thi vương sử dụng. Thẩm Lạc rất nhanh xem xong thiên cơ quyển, thần thức rời khỏi ngọc giản, âm thầm cảm thán công pháp thiên cơ thành. Đã mở ra một con đường riêng, huyền diệu vô cùng, tuyệt không dưới mấy đại tông Phương Thốn Sơn, Phổ Đà Sơn. Bất quá, lông mày hắn rất nhanh nhíu lại, mặt lộ vẻ chần chừ. Lần này đám người tiểu phu tử tiến vào Hắc Uyên mê quật, ngoại trừ bắt quỷ yển, mục đích chủ yếu là cầm lại thiên cơ quyển. Hiện tại vật này rơi vào trong tay hắn, chính là củ khoai lang bỏng tay. Nếu hắn không xem nội dung thiên cơ quyển thì thôi, trực tiếp trả lại tiểu phu tử là được. Nhưng hắn không thể thoát khỏi tham niệm, lật xem thiên cơ quyển, thiên cơ thành biết việc này, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho hắn. Được rồi, dù sao quỷ yển và ngoạn ngẫu thành bị ma tâm một trượng đánh nát, ai cũng không biết thiên cơ quyển rơi ở nơi này. Ta đành phải thay thiên cơ thành bảo hộ vật này một đoạn thời gian, chờ tu vi tăng lên một chút, lại trả cho thiên cơ thành. Thẩm Lạc trầm ngâm một lát, hạ quyết tâm. Hắn thôi động tiêu dao kính, thu quan tài màu đen vào trong, sau đó lại xóa đi tất cả dấu vết của mình ở chỗ này, tung người bay đi, dần biến mất ở phương xa. Thẩm Lạc một đường phi độn, vượt qua mấy ngàn dặm, xuyên qua mênh mông biển cát, đi tới một vùng sa mạc hoang vu. Màn đêm buông xuống, Thẩm Lạc ngự không đi, chợt thấy phía dưới có một đạo bạch quang phản chiếu lên không trung. Hắn triển khai thần thức thăm dò, lúc này bay xuống phía bạch quang kia. Đó là một cái hố to khoảng 7-8 trượng, hình bầu dục, bên trong dường như tích nước mưa, phản chiếu ánh trăng trên trời. Phản xạ ra bạch sắc quang mang, Thẩm Lạc bay xuống đáy hố, phát hiện có nước động ở giữa hố, kích thước không đến 3 thước vuông. Phần lớn xung quanh đều là nham thạch, chỉ có gần vùng nước mới có một vòng bùn mềm, trên mặt bùn in đầy đấu chân chim không biết tên.
các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1317, dự định. À, Thẩm Lạc đi tới bên cạnh đầm nước, mới ngạc nhiên phát hiện bên trong không phải là nước mưa, mà là nước do thiên địa linh khí hội tụ thành. Hắn nâng lên uống một hớp, cảm thấy mát lạnh ngọt ngào, hóa giải mệt mỏi mấy ngày qua. Thẩm Lạc trở lại bên bờ, tìm một khối nham thạch ngồi xuống, nghỉ ngơi sơ, trên thân lóe lên lam quang bao trùm toàn thân, sau một lát mới chậm chậm tàn ra. Không biết ở bên trong làm gì, hắn dứt pháp lực vào càn khôn đại bên hông, đưa tay nhoáng một cái. Quỷ tướng, kính yêu trên đường tới đây, đã tuần tự thức tỉnh. Lam quang hiện lên, thân hình kính yêu từ trong túi bắn ra, rơi vào cạnh Thẩm Lạc. Chủ nhân, kính yêu thấp giọng nói một tiếng, nhìn rất là buồn bã. Trước đó ở trong Hắc Uyên mê quật, Thẩm Lạc đối mặt địch nhân phi thường cường đại, nàng cơ hồ không có chỗ để xuất thủ, một mực bất lực tránh ở trong càn khôn đại, khiến nội tâm nàng rất là dầu dĩ. Mà tu vi Thẩm Lạc đột nhiên tăng mạnh, chênh lệch với nàng càng lúc càng lớn, càng làm cho kính yêu lo nghĩ không thôi. Người cũng không cần buồn bã, lúc trước ở trong Hắc Uyên mê quật địch nhân quá nhiều, loại hoàn cảnh đặc thù kia cũng không thích hợp cho người phát huy tác dụng. Dựa vào thần thông bộ tộc kính yêu của ngươi và tấm bảo kính kia, tiềm lực của ngươi vẫn còn rất mạnh. Thẩm Lạc nhìn thấy kính yêu như vậy, an ủi. Nghe lời này, thần sắc kính yêu hơi có chút biến hóa, nhìn đã khá hơn nhiều. Ta đưa ngươi về Đông Hải trước, Xuân Thu Quan nơi đó không cần ngươi tiếp tục trấn thủ nữa. Trong này có một ít đan dược và chân thủy, còn có mấy món pháp bảo. Xem như thủ lao cho ngươi vất vả trong khoảng thời gian qua. Sau khi ngươi trở về tiếp tục tinh tiến tu vi, tranh thủ sớm ngày đạt tới đại thừa hậu kỳ. Thẩm Lạc lấy ra một vòng tay chữ vật đưa cho kính yêu. Cùng lúc đó, môi hắn khẽ nhúc nhích, một đoạn mật ngữ truyền vào não hải kính yêu. Kính yêu nghe xong khẽ giật mình, sau đó gật gật đầu, tiếp nhận vòng tay. Thẩm Lạc vận chuyển thông linh thuật, ngưng tụ ra thông linh thủy động, đưa kính yêu về Đông Hải. Trong động phủ kính yêu, lam quang phun trào, một xoáy nước lớn vài trượng trống rỗng xuất hiện, thân ảnh kính yêu từ bên trong nhảy ra. Muội muội, lần này được triệu hoán qua, sao ở bên kia lâu như vậy? Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, một bóng người màu xanh lam đang đứng ở trong động phủ, chính là Lệ Yêu kia, mặt không đổi sắc. Trên thân Lệ Yêu lượn lờ lam quang, khí tức hùng hậu, đã đạt đến đại thừa. Hậu kỳ, ẩn ẩn tới gần hậu kỳ đỉnh phong. Chủ nhân lúc trước để cho ta thay hắn tọa trấn tông phái, sau lại thăm dò một tòa bí cảnh, gặp phải địch nhân phi thường cường đại, cho nên hao tốn rất nhiều thời gian. Kính yêu nói, hừ, người vẫn đần độn như thế, nhân tộc nói há có thể tin tưởng, lại là nam nhân, coi chừng có ngày bị hắn bán đi qua tàu nhé. Lệ yêu khẽ nói, chủ nhân sẽ không. Hắn một mực để cho ta đợi ở nơi an toàn, từ trước tới giờ không để cho ta mạo hiểm, chỉ là mượn dùng năng lực của ta mà thôi. Kính yêu nhẹ nhàng nói, thần sắc lại kiên định lạ thường. Người thật đúng là đầu gỗ. Lệ yêu nhìn thấy kính yêu như vậy, một mặt biểu lộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lệ yêu tỉ tỉ, ta muốn đi với tỉ vào trong Bắc Minh bí cảnh tu luyện. Kính yêu trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu nói, vì sao đột nhiên muốn đi nơi đó? Ngươi kể Bắc Minh bí cảnh cho Thẩm Lạc kia sao? Lệ yêu khẽ giật mình, sau đó nghiêm nghị quát hỏi. Bắc Minh bí cảnh là nàng và kính yêu trước kia phát hiện tại một chỗ bí ẩn dưới đáy biển Đông Hải. Chỉ có hai người bọn họ biết, là bí mật lớn nhất của hai người. Không có, ta chỉ muốn nhanh chóng đề cao tu vi. Kính yêu nhẹ nhàng lắc đầu. Lệ yêu biết kính yêu từ trước tới giờ không nói dối. Nghe lời này, sắc mặt buông lỏng, nhưng lập tức nghĩ đến một chuyện, trên mặt lại ngưng trọng lên. Để cao tu vi, ngươi muốn đi vào tu luyện thời gian dài. Không được. Trong Bắc Minh bí cảnh nguy cơ trùng trùng, lần trước đi vào giúp ngươi đột phá đại thừa trung kỳ, nhưng cũng suýt nữa gặp bất hạnh, bây giờ ngươi tiến vào nơi đó còn quá sớm. Lệ yêu trầm giọng nói, ta biết nơi đó nguy hiểm. Bất quá chủ nhân lại ban cho mấy món pháp bảo tốt nhất,
chỉ cần ta cơ linh một chút, bảo mệnh không thành vấn đề. Kính yêu lấy ra vòng tay pháp khí mà Thẩm Lạc vừa mới cho nàng. Là pháp bảo gì? Lệ yêu nhìn về phía vòng tay pháp khí. Thần thức kính yêu chui vào trong đó, vung tay lên, vài kiện pháp bảo nổi lên, chính là hai cây giáo ngắn màu vàng đất của Viên Minh, đại thuẫn vàng đất của đại hán mập mạp Hậu Hổ Tông, cùng bạch quy ấn của thần quy phái Trung Đường Chủ. Ba kiện pháp bảo, mỗi một kiện đều tản mát ra ba động linh lực kinh người, khiến Lệ yêu biến sắc. Pháp bảo thật là lợi hại, mỗi một kiện đều đạt đến thượng phẩm, Thẩm Lạc kia vậy mà bỏ được cho ngươi. Lệ yêu một hồi lâu mới khôi phục lại, chậm rãi nói, trong giọng nói vẫn lộ ra vẻ khó tin. Chủ nhân bây giờ tu vi đã đạt tới chân tiên kỳ, những pháp bảo này với hắn cũng không tính là gì. Kính yêu có chút kiêu ngạo nói, cái gì? Hắn đã đạt đến chân tiên kỳ. Lệ yêu nghe vậy thần sắc biến đổi. Lúc trước quen với Thẩm Lạc, đối phương chỉ là một tên xuất khiếu hậu kỳ, lúc này mới hơn trăm năm, vậy mà tiến giai chân tiên kỳ, đã vượt qua nàng. Ngươi là linh sủng của hắn, những pháp bảo này cho ngươi, không khác gì lưu lại trong tay hắn, hắn tự nhiên bỏ được. Lệ yêu hậm hực nói, có ba kiện pháp bảo này hộ thân, ta đi Bắc Minh bí cảnh hẳn là có thể tự vệ được. Kính yêu không tranh cãi với Lệ yêu, mỉm cười nói, dựa vào ba kiện pháp bảo này, ngươi đi Bắc Minh bí cảnh xác thực đủ để tự vệ. Tốt, về sau ta và ngươi cùng đi vào. Lệ yêu thu hồi thần sắc, trầm ngâm một lát rồi nói. Kính yêu nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ. Hai nữ nói một hồi, Lệ yêu cáo từ rời đi, để kính yêu tranh thủ thời gian luyện hóa hết ba kiện pháp bảo kia. Kính yêu đi vào trong mật thất động phủ ngồi xuống, thần thức lại lần nữa thăm dò vào trong vòng tay. Chỗ sâu không gian chữ vật để đó mấy bình đan dược và một ít nhị nguyên chân thủy. Ngoài ra, còn có một hộp ngọc màu trắng, chính là hộp thiên cơ quyển kia, phía trên dán đầy phù lục phong ấn, bao cực kỳ chặt chẽ. Nhìn hộp ngọc màu trắng này, trong đầu kính yêu nhớ lại lời Thẩm Lạc bí truyền trước đó, bảo vệ tốt hộp màu trắng này, đừng cho bất luận kẻ nào biết, cũng đừng mở ra, nếu không sẽ có đại họa. Kính yêu im lặng một lát, đột nhiên há miệng phun ra một cỗ lam quang, nuốt vòng tay vào trong bụng. Dưới đáy hố trời sa mạc, Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết tán đi thông linh thủy động. Hắn còn muốn đi thiên cơ thành, nhờ tiểu phu tử chữa trị gối ngọc. Thiên cơ quyển chính là vật của thiên cơ thành, miếng ngọc kia nhìn mặc dù không có điểm gì đặc biệt. Nhưng mà ai biết có thể xúc động cấm chế trong thiên cơ thành hay không, hay là đưa đến chỗ xa cho an toàn. Về phần nội dung trong thiên cơ quyển, hắn đã sao chép vào một khối ngọc giản khác. Thẩm Lạc im lặng một lát, lật tay lấy ra tiêu dao kính, vận khởi pháp lực rót vào trong đó. Phù văn thủy vân trên tiêu dao kính sáng lên, trên mặt kính phun ra một đạo xích quang, hai bóng người lập tức nổi lên, lại là Phù Đông Lai và Tạ Vũ Hân. Cả hai vừa mới thức tỉnh không lâu trước đó, Phù Đông Lai vẫn còn khống chế Tạ Vũ Hân, cùng nhau xuất hiện trước Thẩm Lạc cách đó không xa. Các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1318, Khứ Sát Cố Hồn. Phủ huynh, vất vả. Thẩm Lạc vung tay lên, mấy đạo linh phủ bắn ra, rơi vào trên người Tạ Vũ Hân, một mực giam cầm nàng lại. Tiện tay mà thôi, bất quá, nàng bộ dạng như vậy, chỉ sợ khó mà khôi phục. Phù Đông Lai chau mày, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nói. Lúc trước Phù Đông Lai giam cầm Tạ Vũ Hân, Thẩm Lạc đã truyền âm báo cho gã lai lịch thân phận Tạ Vũ Hân. Bằng hữu cũ, ta không thể bỏ mặc nàng bị người chế thành sát thi như thế, cho dù không cách nào cứu, cũng phải thả thần hồn nàng được tự do. Thẩm Lạc thở dài, nói, như vậy cũng tốt, tu hành vốn nghịch thiên, hơi không cẩn thận sẽ có hạ chẳng như thế. Lần này nếu không có Thẩm huynh cứu giúp, chỉ sợ ta cũng cửu tử nhất sinh. Phù Đông Lai hơi xúc động nói, chuyện quá khứ không cần nhắc lại. Trước đó chậm trễ ngươi điều tức khôi phục, chúng ta tạm thời dừng ở chỗ này một chút, ngươi cũng nhân cơ hội này điều dưỡng đi. Thẩm Lạc nói,
trong tiêu dao kính kia, tích xúc đại lượng thiên địa linh khí, thương thế của ta kỳ thật đã chữa trị không sai biệt lắm, chỉ thêm mấy ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Phù Đông Lai gật gật đầu, nói. Nói xong, gã đi qua một bên, tìm một góc khoanh chân ngồi xuống điều tức. Thẩm Lạc nhìn Tạ Vũ Hân bị trói buộc tại chỗ, vẫn còn đang giãy giụa, khuôn mặt nàng vốn tú mỹ giờ trở nên dữ tợn vạn phần, trong lòng bất giác có chút thương cảm. Hắn vung tay lên, lấy ra miếng ngọc màu vàng đất kia, nhắm hai mắt lại, đầu nhập thần thức vào trong đó, lần nữa cẩn thận đọc tin tức liên quan tới địa sát thi vương. Một khắc đồng hồ sau, hắn từ từ mở mắt ra, chân mày hơi nhíu lại. Căn cứ nội dung miếng ngọc, Thẩm Lạc dễ dàng tìm được phương pháp phóng thích thần hồn Tạ Vũ Hân, chỉ cần hủy đi hạch tâm thi vương là được. Nhưng thần hồn thả ra cũng đã biến chất thành hung hồn, khẳng định là sẽ không thành thành thật thật đi vào luân hồi. Một khi nó trốn chạy đi, nhất định gây họa một phương. Hắn biết Tạ Vũ Hân nhất định sẽ không muốn được giải thoát theo phương thức này. Vậy hơi khó khăn một chút, Thẩm Lạc nhìn về phía Tạ Vũ Hân, âm thầm trầm ngâm. Lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên lóe lên linh quang, nhớ lại nội dung Thiên Cơ Quyển lúc trước, trong đó có một môn bí pháp gọi là ngưng hồn thuật. Pháp này chính là một loại bí thuật cần làm lúc luyện chế yển giáp, vì để dễ dàng khống chế yển giáp, cần đầu nhập thú hồn hoặc là âm hồn vào trong đó, còn phải cường hóa, đồng thời tước đoạt các loại cảm xúc khó khống chế như cừu hận, tham lam, phẫn nộ. Dùng biện pháp này có lẽ giúp nàng tịnh hóa được thần hồn. Trong lòng Thẩm Lạc đã định, liền tính toán thử. Lúc này, thanh âm Tử Trúc bỗng vang lên trước, Thẩm đạo hữu, nếu muốn cứu thần hồn nữ tử này thoát ly, thiếp thân nguyện trợ giúp một chút sức lực. Ồ, Tử Trúc đạo hữu đồng ý giúp đỡ. Thẩm Lạc ngạc nhiên hỏi. Thẩm đạo hữu có lẽ không chú ý tới, sát thi này vốn chính là của nữ tử này, cũng không phải là hồn người khác nhập vào thân thể mới. Cho nên thần hồn và nhục thân ràng buộc cực sâu, muốn không thương tổn thần hồn tháo rời ra, cũng không dễ dàng. Thiếp thân bây giờ vẫn là thần hồn, giúp đỡ thứ khác thì khó, nhưng cái này vẫn có lòng tin làm được. Tử Trúc nói như thế, cũng được, vậy làm phiền Tử Trúc đạo hữu. Thẩm Lạc vui vẻ nói. Nói xong, hắn đưa tay vỗ càn khôn đại bên hông, kết quả lại nhìn thấy quỷ tướng Triệu Phi Kích cũng đi theo ra. Hắc hắc, chủ nhân, thuộc hạ cũng muốn tận chút sức mọn, trong sát thi kia phóng. Thích giá âm sát khí, ngài không cần để ý, giao cho thuộc hạ là được. Triệu Phi Kích nhếch miệng cười một tiếng, vỗ ngực nói. Hai người các ngươi đã thương lượng xong, mới cùng đi ra. Thẩm Lạc bật cười nói. Triệu Phi Kích và thần hồn Tử Trúc nhìn nhau cười một tiếng, không nói gì thêm. Vậy làm phiền. Thẩm Lạc ôm quyền nói. Nói xong, Thẩm Lạc bắt đầu dựa theo trong Thiên Thi Chân Kinh thuật lại, tìm được thi đan hạch tâm của địa sát thi vương. Hắn bắn ra một đạo kim quang thuần dương đánh nát nó. Trong nháy mắt thi đan phá toái, trên mặt Tạ Vũ Hân lộ ra vẻ đau đớn, khắp cả người hiện ra lít nha lít nhít vằn màu đen. Thi sát khí lập tức từ trong miệng và đỉnh đầu tuôn trào ra, trong khoảnh khắc phía trên không bị nhuộm thành một mảnh đen nhánh. Phù Đông Lai ngồi ở phía xa, cũng bị động tĩnh nơi này quấy nhiễu, mở mắt trông lại. Triệu Phi Kích lóe lên xuất hiện bên cạnh Tạ Vũ Hân, hai tay bấm niệm pháp quyết, há miệng hút vào. Hình hung thần quang bắn ra, cuốn lấy những thi sát khí sắp tiêu tán ra bốn phía, như cá voi hút nước cuồn cuộn nuốt vào, toát ra bao nhiêu nuốt bấy nhiêu. Nhìn thấy cảnh này, Phù Đông Lai mới yên tâm nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, thần hồn Tử Trúc cũng hóa thành một đạo tử quang, lóe lên vọt thẳng vào ấn đường Tạ Vũ Hân. Trên mặt Tạ Vũ Hân lóe lên tử quang rồi biến mất, vẻ đau đớn dần dần thu liễm, hai mắt trở nên trống rỗng vô thần. Hai tay không còn giãy giụa nữa, mà chậm rãi rủ xuống, tựa như người đã mất đi thần trí. Cũng không lâu lắm, chỗ mi tâm nàng nở rộ một đạo hào quang màu tím. Một quang cầu màu đen lớn chừng quả đấm từ đó chậm rãi dâng lên, bay vào giữa không trung. Trong hắc cầu quấn quanh hắc vụ, mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh hình người ở trong, không ngừng đung đưa tứ chi, giống như đang giãy giụa. Thẩm đạo hữu đã chặt đứt liên hệ thần hồn và thi thể, có thể động thủ. Tiếng nói vang lên,
thần hồn Tử Trúc cũng đã bay ra mi tâm Tạ Vũ Hân. Mà chỗ Tạ Vũ Hân không có hạch tâm thi đan và thần hồn, triệt để biến thành một chỗ giống như nơi tụ sát khí. Nếu không phải có Triệu Phi Kích ở một bên không ngừng thu nạp âm sát khí thả ra, giờ phút này sát khí đã bao phủ bốn phía, ô nhiễm bát phương. Lực chú ý của Thẩm Lạc dồn trên viên cầu màu đen kia, toàn bộ tinh thần hắn quán chú thi triển bí thuật ngưng hồn trong Thiên Cơ Quyển. Vừa giúp Tạ Vũ Hân củng cố tàn hồn, vừa đốt cháy oán niệm bám vào trên đó. Trong viên cầu màu đen không ngừng truyền đến tiếng gào rú thê lương, trong đó thân ảnh hình người dãy giụa càng kịch liệt hơn. Hắc vụ quanh quẩn trong đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang biến mất từng điểm từng điểm. Qua hồi lâu, tiếng gào rú trong viên cầu dần dần biến mất, hình cầu cũng từ đen nhánh dần dần chuyển thành trong suốt. Rốt cuộc, két một tiếng phá toái ra, viên cầu kia triệt để băng liệt, một đạo hư ảnh tàn. Hồn từ đó bay ra, một bộ tay áo phiêu diêu, chính là Tạ Vũ Hân. Thời khắc này, thần sắc nàng hờ hững, trong hai mắt không thấy linh quang, nhìn như tượng bùn vẽ trên giấy, rõ ràng linh trí không được đầy đủ. Thẩm Lạc thấy thế, vừa thôi động bí thuật, giúp nàng củng cố thần hồn, đồng thời lần nữa bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Một đạo xích quang bắn ra, chạm nơi bụng Tạ Vũ Hân, xuyên qua. Ầm một tiếng xé vải vang lên, một pháp trận màu tím hiện hiện nơi đó, mặc dù bạo liệt phiêu tán ra. Lại có hai điểm sáng trắng từ đó bắn ra, bay ra phía ngoài, chính là một hồn một phách bị rút ra. Thẩm Lạc phất tay áo phát ra một cỗ lam quang, cẩn thận từng ly từng tí quấn lấy hai điểm sáng trắng, nhấn một cái về hướng hồn thể Tạ Vũ Hân. Bạch quang lập tức chui vào trong đó, hồn thể Tạ Vũ Hân càng ngưng thực hơn, biểu lộ vẫn ngốc trệ. Có thể thấy được một hồn một phách này chia ra trong thời gian quá dài, hiện tại dù dung hợp trở về, nhưng không thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Đến lúc này, Thẩm Lạc cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể một lần lại một lần vận chuyển ngưng hồn bí thuật. Trọn vẹn qua gần nửa canh giờ, rốt cuộc thần hồn Tạ Vũ Hân vững chắc, trên thân tản ra bạch quang nồng đậm, nhìn thần hồn đã hoàn chỉnh, còn rất xinh đẹp lóa mắt. Các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1319, từ biệt. Thẩm Lạc nhìn tàn hồn Tạ Vũ Hân một lát, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lật tay lấy ra dẫn lộ phù, dùng hai ngón tay kẹp lấy, vung lên hư không. Lá bùa phù một tiếng nhanh chóng thiêu đốt, hóa thành một đoàn tro giấy, bị gió thổi vòng quanh tàn hồn Tạ Vũ Hân, mang theo nàng thẳng vào âm minh hoàng tuyền lộ. Trước một cái chớp mắt tro giấy triệt để tiêu tán, thần hồn Tạ Vũ Hân trong thoáng chốc phát sinh một chút biến hóa. Khóe miệng tựa hồ bộ lộ một vòng ý cười thoải mái, nhưng trong giây lát đã theo cho tàn lá bùa biến mất không thấy. Nhìn người đã từng bằng hữu biến mất ở trước mắt, tâm tình Thẩm Lạc không khỏi có chút xa xút. Chẳng biết lúc nào Phù Đông Lai đã ngừng điều tức, đi tới bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Một bên khác, Triệu Phi Kích hút khô âm sát khí nữ thi, thi thể cũng như bụi bay tiêu tán giữa thiên địa. Đa tạ. Thẩm Lạc nhìn về phía thần hồn Tử Trúc, khẽ vuốt cằm nói. Tử Trúc hạ thấp người thi lễ, không nói gì thêm. Lúc này Thẩm Lạc sao còn không rõ, tay vung lên, lấy ra cây tiên trúc màu tím kia. Tử Trúc đạo hữu, quỷ yển bị đánh giết xong, ấn ký lôi cấm trên bản thể ngươi đã tiêu tán còn nhanh hơn so với ta dự liệu, trước mắt đã hoàn toàn biến mất, hiện tại ngươi có thể yên tâm trở về. Thẩm Lạc vừa cười vừa nói. Trong mắt Tử Trúc hiện lên vẻ kích động, vội vàng nói một tiếng tạ ơn, lúc này hóa thành một đạo tử quang, xông vào trong tiên. Trúc màu tím, lần này không có lôi điện màu đen cản trở, nàng rất nhanh dung hợp cùng bản thể tiên trúc. Tiên trúc màu tím vốn có chút ảm đạm, mặt ngoài lập tức nổi lên một tầng tử quang nhàn nhạt, cũng linh động lưu chuyển trên dưới không ngừng, phảng phất trong nháy mắt có được sinh khí. Tử quang càng ngày càng sáng tỏ. Tiên trúc vào một tiếng từ trong tay Thẩm Lạc bay ra, xông vào giữa không trung, hóa thành một đoàn tử quang, trong một mảnh tử quang chói mắt. Một nữ tử váy tím thân thể thon dài, dáng người yểu điệu nổi lên, khuôn mặt đoan trang tú mỹ,
khí chất càng tươi mát thoát tục, nhìn giống như tiêu tương phi tử. Đa tạ Thẩm đạo hữu thành toàn. Tử Trúc chậm rãi đáp xuống, đi tới trước Thẩm Lạc hạ thấp người thi lễ. Tử Trúc đạo hữu, bây giờ đã thoát ly Hắc Uyên mê quật, về sau người có tính toán gì không? Thẩm Lạc khoát tay áo, sau đó hỏi. Thiếp thân tự thông đạt linh thức đến nay bị nhốt ở trong linh quật, đã không biết bao nhiêu năm tháng. Qua lại cũng chỉ có thể biết một chút từ miệng những người xâm nhập linh quật hoặc là từ thư tịch bút ký bọn hắn lưu lại, chỉ thấy được một góc ngoại giới. Bây giờ lấy được tự do, trong lúc nhất thời cũng có chút sợ hãi thất thố, bất quá vẫn muốn đi mở mang một chút nhân gian sơn hà rộng lớn này. Tử Trúc nhìn xung quanh, mặc dù kiệt lực áp chế, thanh âm vẫn có chút kích động khẽ run lên. Như vậy cũng tốt, bất quá tam giới phân loạn, so với trong linh quật càng hung hiểm chỉ có hơn chứ không kém. Lúc Tử Trúc đạo hữu du lịch, mong rằng nên cẩn thận dè chừng hơn. Thẩm Lạc nghĩ tới chuyện Tạ Vũ Hân vừa gặp, nhịn không được nhắc nhở. Đa tạ chỉ điểm. Thẩm đạo hữu, lần này đại ân, thiếp thân không thể báo đáp, ngày sau nếu có gì cần, cứ việc lấy lá này truyền tin cho ta, tất nhiên muôn lần chết không chối từ. Ngay khi Tử Trúc nói chuyện, trong lòng bàn tay hiện ra ba lá trúc màu tím sinh ra kim văn, đưa cho Thẩm Lạc. Thẩm Lạc không chối từ, nhận lấy, chuyển tay đưa một địa đồ các nơi tam giới cho Tử Trúc. Trong này còn có phong cảnh một số nơi, người cũng có thể xem kỹ hơn, ngày sau có lẽ sẽ hữu dụng. Thẩm Lạc giải thích. Tử Trúc cẩn thận nhận lấy, liên tục nói lời cảm tạ, lúc này mới dứt khoát quay người, hóa thành một đạo cầu vồng màu tím, bay vụt đi, tan biến cuối chân trời. Cùng lúc đó, Triệu Phi Kích cũng đã hấp thu xong sát khí do bản thể Tạ Vũ Hân thả ra. Liên tục không ngừng về tới trong túi càn khôn, tiếp tục tu luyện. Trong hố trời chỉ còn hai người, Thẩm Lạc và Phù Đông Lai. Lúc trước ngươi cũng thụ thương không nhẹ, nhân cơ hội này tu dưỡng cho tốt một hai. Phù Đông Lai khuyên nhủ. Ta cũng đang có ý này. Thẩm Lạc nhẹ gật đầu, đứng dậy bố trí trong hố trời mấy tầng cấm chế, sau đó ngồi xuống, nhắm mắt vận công. Hai ngày sau, Thẩm Lạc đang ngồi xếp bằng trên bệ đá, hai mắt chậm rãi mở ra, trong mắt nở rộ. Quang trạch trầm tĩnh, trải qua khoảng thời gian qua tu dưỡng, thương thế trên người hắn đã phục hồi như cũ. Lúc trước trong linh quật tấn thăng chân tiên cảnh giới, rốt cuộc đã củng cố vững chắc. Bất quá, Thẩm Lạc cũng không định lập tức rời đi, lập tay lấy ra tiêu dao kính, bắt đầu tiếp tục luyện hóa. Vật này mặc dù hắn đã có thể thôi động, nhưng cấm chế sâu bên trong còn lâu mới có thể triệt để luyện hóa. Vừa luyện hóa tiêu dao kính, thần thức hắn chui vào trong đó, kiểm tra thu hoạch lần đi Hắc Uyên mê quật này. Bảo vật trong tiêu dao kính chủ yếu là đoạt được những linh thảo khoáng thạch trong Ngoạn Ngẫu Thành lúc trước. Thẩm Lạc cẩn thận xem xét, càng xem càng mừng rỡ. Có thể được Quỷ Yển nhìn chúng thu lại, không có thứ nào không phải là chân phẩm. Hắn chỉ nhận ra gần nửa số lượng trong đó, chỉ những linh tài này, nếu bán đi đủ để đổi lấy 20-30 vạn tiên ngọc. Về phần những đồ vật không nhận ra, từng kế đều có linh lực dồi dào, giá trị khẳng định không thấp. Còn có ít linh tài không chỉ có ngoại hình kỳ lạ, khí tức cũng khác lạ, thoạt nhìn là chủng loại cực kỳ hiếm có, giá trị chỉ sợ phải gấp bội. Kiểm tra xong những linh tài này, Thẩm Lạc nhìn về phía quan tài màu đen trong kính. Lúc trước hắn chỉ lo xem xét đồ vật trong quan tài, không chú ý tới quan tài này, hiện tại cẩn thận xem xét. Quan tài màu đen này cũng là một kiện dị bảo, toàn thân dùng một loại linh mộc đen kịt chế thành, ẩn ẩn lộ ra một cỗ thuần âm khí. Mà cỗ âm khí này cũng không đả thương người, thần thức Thẩm Lạc vờn quanh, một cỗ cảm giác thoải mái bỗng truyền tới. Loại khí tức này, hẳn linh mộc màu đen này là bất tử mộc trong truyền thuyết. Thẩm Lạc dò xét quan tài, ánh mắt đột nhiên lóe lên. Bất tử mộc chính là thượng cổ kỳ mộc, có kỳ hiệu trấn áp tâm ma, tầm bổ thần hồn, bây giờ đã gần như diệt tuyệt, trong truyền thuyết chỉ có trong giao trì tiên cảnh ở thiên đình sinh trưởng một gốc. Nếu thu hoạch được một khối bất tử mộc nhỏ, làm thành đồ trang sức đeo ở trên người có thể phát huy tác dụng rất lớn. Quỷ Yển kia lấy được từ chỗ nào nhiều linh mộc như thế, vậy mà làm thành một bộ quan tài lớn. Thẩm Lạc mừng rỡ đánh giá quan tài trước mắt, hắn nhận ra trong quan tài một chút khí tức Quỷ Yển,
Hiển nhiên lúc đó gã thường ngủ ở bên trong. Bất quá hắn không có thói quen nằm trong quan tài, âm thầm hạ quyết tâm về sau có thời gian sẽ phá hủy quan tài này. Dùng những bất tử mộc này chế thành bồ đoàn hoặc là giường nằm, dùng lúc tu luyện hoặc đi ngủ. Thẩm Lạc tra xét xong đồ vật trong tiêu dao kính, thần thức từ bên trong lui ra, phất tay áo vung lên trước người. Hắc quang hiện lên, phệ nguyên ma bổng, cửu u cùng ma hạp màu đen kia hiện ra. Tất cả bảo vật, bao gồm những thứ không cất giữ trong tiêu dao kính, tỉ như pháp khí chữ vật của đám người Viên Minh, lúc trước hắn đã dò xét qua, còn ban mấy món pháp bảo cho kính yêu, bây giờ không nhìn kỹ chỉ có ba kiện ma bảo này. Tình huống phệ nguyên ma bổng, Thẩm Lạc đã biết được, dò xét một chút liền thu vào, sau đó cầm lấy cửu u. Hắn vận chuyển tiên thiên luyện bảo quyết tế luyện, rất nhanh luyện hóa mấy tầng cấm chế bảo vật này, cũng biết rõ năng lực vật này, bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Cửu u nổi lên hiện ra một tầng ma quang đen kịt, sau đó lóe lên chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, quanh một tảng đá lớn nơi xa hiện lên hắc quang, một cự hoàn màu đen trống rỗng xuất hiện, bỗng nhiên thu nhỏ, một mực cầm cố tảng đá lớn kia lại. Mặt ngoài cự hoàn đại thịnh ma quang màu đen, hừng hực ma diễm đen kịt tuôn trào ra, che mất tảng đá lớn. Nhiệt độ xung quanh điên cuồng phát ra, hư không phụ cận cũng thấy mơ hồ không rõ, phảng phất bị nhiệt độ cao hòa tan xuyên thủng. Hòn đá to lớn xoẹt một tiếng, trực tiếp biến thành khói xanh. Các bạn đang nghe truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1320, Tiểu Phu Tử mời. Thẩm Lạc khẽ gật đầu, đưa tay vẫy một cái, cự hoàn màu đen biến trở về kích thước lúc trước, ma diễm phía trên cũng nội liễm trở về, rơi vào trong tay hắn. Hình dáng cửu u này không đáng để ý, nhưng có thể biến lớn biến nhỏ, co vào như ý, mà tính chất cứng rắn không gì sánh được. Cơ hồ có thể so với cửu truyền tấn thiết, mà trên cự hoàn phun ra ma diễm cũng không phải ma hỏa phổ thông, chính là do nhiều loại ma diễm dung hợp thành. Nhiệt độ cực kỳ cao, không chỉ đốt thịt hóa cốt dễ như trở bàn tay, dù là pháp bảo phẩm chất hơi thấp dính một chút, cũng sẽ lập tức hóa thành cho bụi. Hoàn này tuyệt đối là một kiện lợi khí giết người đoạt mệnh. Thẩm Lạc lật tay thu hồi cửu u, cầm lấy ma hạp màu đen sau cùng, vận khởi tiên thiên luyện bảo quyết tế luyện, rất nhanh luyện hóa non nửa cấm chế bên trong. Thì ra bảo vật này gọi là phát ôn hạp. Hắn từ trong cấm chế biết được tên bảo vật này. Năng lực phát ôn hạp, lúc trước hắn đã thấy qua, có thể tản mát ra chất độc vô hình vô chất, ngay cả tồn tại như huyết khô lão tổ cũng không thể phát giác, bị ám toán. Năm xưa lúc tu vi Thẩm Lạc còn thấp, trong giao chiến với địch nhân thường xuyên dùng độc, nên cũng không ghét bỏ loại thủ đoạn này. Có lẽ tại thời khắc mấu chốt còn có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng được cũng chưa biết chừng. Hắn vừa nghĩ, cẩn thận thu phát ôn hạp vào, sau đó nhất tâm tứ dụng, bắt đầu luyện hóa ba kiện ma bảo và tiêu dao kính. Đảo mắt lại qua hơn một ngày. Tiêu dao kính treo trên hư không, một vòng cấm chế phù văn cuối cùng đã phá toái, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ra. Quanh thân kính là hơi nước mờ mịt, tản mát ra một trận ba động nhu hòa. Xong rồi, Thẩm Lạc thấy thế, mừng rỡ kêu lên, triệt để luyện hóa xong. Lúc này, Phù Đông Lai cũng đã hoàn toàn khôi phục lại, nghe tiếng đi tới bên cạnh hắn, mở miệng hỏi. Không sai, một đạo cấm chế cuối cùng cũng đã phá vỡ, không gian trong tiêu dao kính hẳn là sẽ mở ra toàn bộ. Thẩm Lạc cười nói, lúc trước ta ở bên trong mới chỉ là một mảnh rừng trúc mà thôi, hiện tại không biết đến tình trạng gì rồi. Phù Đông Lai có chút hiếu kỳ nói, ngươi vào xem, chẳng phải sẽ biết. Thẩm Lạc cười hắc hắc một tiếng, tay vung lên. Lúc này vân văn hình nước trên tiêu dao kính sáng lên, mặt kính bay ra một đạo xích quang, bao phủ lại Phù Đông Lai, kéo gã vào không gian trong kính. Tiến vào trong đó, thân ảnh Phù Đông Lai xuất hiện trong rừng trúc lúc trước, ngắm nhìn bốn phía mới hiện ra sau này, sương mù bao phủ tứ phương đã tiêu tán toàn bộ, xung quanh có thể cảm nhận được gió thổi.
mà trước đó thiên địa linh khí tụ tập trong rừng trúc cũng đã tản mạn ra khắp nơi. Gã xuyên thẳng qua rừng trúc phía trong, rất nhanh nhìn thấy phía sau rừng trúc thình lình còn có một khối đất trống diện tích không nhỏ, phía trên đứng lặng một tòa trúc lâu hai tầng. Phía sau trúc lâu không xa, chính là một mảnh hư vô, ở trong cách trở một bức tường ánh sáng vô hình ba động không gian mãnh liệt. Phù Đông Lai không tiến vào trúc lâu, mà đi dọc theo tường sáng vòng quanh toàn bộ không gian trong tiêu dao kính. Phát hiện diện tích nó trên thực tế nhỏ hơn nhiều so với mình đoán, ước chừng chỉ là một tòa trang viên diện tích bình thường mà thôi. Ngay lúc gã âm thầm suy ngẫm, một đạo hư ảnh thần hồn đột ngột xuất hiện ở bên cạnh gã. Phủ huynh, thế nào, vùng thiên địa này cũng không tệ phải không? Hư ảnh chính là một sợi phân hồn thẩm lạc. Món bảo vật tiêu dao kính này huyền diệu, lại có một nhược điểm rất lớn. Người cầm kính cần bảo vệ không gian trong kính, cân đối trong ngoài, bản thể không thể tiến vào bên trong. Đích thật là bảo bối tốt, Phù Đông Lai từ đáy lòng gật đầu nói. Đùng, chỉ nghe thần hồn thẩm lạc búng tay một cái, cảnh vật trước hai người thoáng cái chết đi, đúng là đi thẳng tới trước trúc lâu. Hai người đẩy cửa trúc lâu đi vào, chỉ thấy bên trong bày biện thập phần đơn giản. Lầu 1 là một phòng trà đãi khách. Lầu 2 có hai căn phòng, bên trong trừ bàn trúc gần cửa sổ và chiếc giường dựa vào tường, không có vật gì khác nữa. Xem ra chủ nhân cũ nơi này cũng là người nghèo khó, trừ tiêu dao kính này, cũng không lưu lại đồ tốt gì cả. Thẩm lạc không khỏi thở dài. Bản thân tiêu dao kính này đã là bảo vật lớn nhất rồi. Trong này có thể trữ vật sống, cơ hồ không khác gì tiểu động thiên, ngươi còn chê ít nữa sao? Phù Đông Lai im lặng nói. Ha ha, chuyện bảo vật, cho tới bây giờ ta luôn thấy càng nhiều càng tốt nha. Trong khi nói chuyện, Thẩm Lạc phất tay áo lên, ngay sau đó trong phòng vốn trống rỗng, đột nhiên linh khí tỏa ra bốn phía, một đống linh dược. Tiên tài tạp nhạp chất đầy cả gian phòng. Trong một gian phòng khác của căn lầu ba động cùng một chỗ, quan tài màu đen kia hiện hiện ra, nhưng không khiến Phù Đông Lai chú ý. Trên vách tường xung quanh gian phòng hiện ra một tầng tinh quang thật dày, triệt để bao trùm hết thảy bên trong. Quan tài này liên quan đến thiên cơ quyển, Thẩm Lạc không muốn bất kỳ người nào khác biết được. Phù Đông Lai nhìn thiên tài địa bảo đầy đất, sắc mặt không khỏi có chút cứng ngắc, hỏi, Thẩm huynh, người có được từ nơi nào đấy? Đây đều là ta vơ vét trong linh quật quỷ yển, bất quá hắn cũng không ngờ, bị ta gặp phải tàng bảo khố của hắn, sau đó dọn sạch không chừa thứ nào. Thẩm Lạc cười nói, Thẩm huynh, vận khí cứt chó của ngươi làm sao có được hay vậy? Phù Đông Lai nhìn bảo vật đầy trên mặt đất, không khỏi cảm khái nói, ha ha, đây là vận khí, ngươi không học được. Thẩm Lạc nghe vậy, cũng không tức giận, cười nói. Phù Đông Lai không muốn tranh cãi với hắn, bắt đầu xem xét từng kiện thiên tài địa bảo chất đầy trong phòng, không khỏi hoa mắt. Thiên Bất Lão, Tử Anh Thạch, Thất Diệp Liên, Cửu Hương Trùng, Long Tu Thảo. Kiến thức của Phù Đông Lai về linh thảo linh tài khá rộng, nhận ra không ít thứ mà Thẩm Lạc không biết. Thẩm Lạc thấy vậy, vội vàng thỉnh giáo gã, thuận tiện biết rõ tên và công dụng mười mấy loại linh tài. Hắn hào phóng chọn ra mấy món Phù Đông Lai cần dùng, tặng cho gã, khiến gã cũng vui vẻ ra mặt. Sau đó hai người lại tra xét các nơi trong tiêu dao kính, lúc này mới rời đi. Mới ra ngoài tiêu dao kính, lông mày Thẩm Lạc bỗng nhiên hơi nhíu lại, lật tay lấy ra khối hắc ngọc bản thiên cơ thành kia. Chỉ thấy trên ngọc bản chớp động quang mang một sáng một tối, hắn bấm niệm pháp quyết độ nhập một đạo pháp lực vào trong đó. Ngay sau đó, trên hắc ngọc bản hiện ra một thân ảnh nho nhỏ giống như tiểu phu tử, dò hỏi hắn, Thẩm đạo hữu, mấy ngày nay một mực không được tin tức của ngươi, còn mạnh khỏe chứ? Đa tạ thành chủ quan tâm, tại hạ hiện tại không việc gì, chỉ là ngày đó từ trong hắc uyên mê quật thoát ra, bị thương không nhẹ, mấy ngày nay một mực ẩn nấp phụ cận chữa thương. Thẩm Lạc nói, thì ra là thế, hiện tại thương thế như thế nào? Tiểu phu tử lại hỏi, gần đây vừa mới khôi phục, đang ở bên này cũng cố một chút, cũng chuẩn bị rời đi. Thẩm Lạc nói, vậy là tốt rồi, thương thế khôi phục thì mau chóng trở về thiên cơ thành đi. Lần này ngươi giúp thiên cơ thành chúng ta quá nhiều, ta đáp ứng giúp ngươi chữa trị pháp bảo, cũng nên mau chóng thực hiện mới phải.
Tiểu Phu Tử nói, tốt, tại hạ trở về Thiên Cơ Thành ngay. Thẩm Lạc nghe lời ấy, lập tức tinh thần tỉnh táo lại. Thân ảnh trên hắc ngọc bản tiêu tán, lúc này Thẩm Lạc và Phù Đông Lai khởi hành, quay trở về Thiên Cơ Thành. Các bạn vừa nghe xong tập 132 của bộ truyện Đại Mộng Chủ của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.